Ôi kính lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài với lòng biết ơn. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con tràn đầy ân điển của Ngài. Cảm tạ ơn Cha với sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Chúng con yêu mến Ngài bởi vì Ngài đã yêu chúng con trước. Ngài đã hy sinh mạng của Ngài, đã cứu chuộc chúng con ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Ngày Ngài đã cứu chúng con và tắm gội chúng con vào ao bế ta của Ngài để chúng con được sạch và chúng con thuộc về Ngài. Cảm tạ ơn Cha, Ngài đã đứng sáng tạo chúng con theo hình ảnh của Ngài để được nên giống Ngài và cùng đồng cai trị với Ngài. Ngài đã ban cho chúng con sứ mạng tiên định của chúng con để chúng con được nên giống Ngài và làm việc cho Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Này chúng con biết đội ơn Ngài với tất cả những ân điển mà Ngài ban cho chúng con để chúng con nhân bội lên Chúa ơi, mỗi ngày. Chúng con dâng lên Cha với tấm lòng của chúng con. Ôi chúng con dâng lên Cha trong buổi thờ phượng ngày hôm nay, xin Cha đổ đầy dẫy Đức Thánh Linh trên đời sống chúng con để nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con, khiển trách sửa trị chúng con, huấn luyện chúng con để chúng con được nên mạnh mẽ, để chúng con đứng vững trong Ngài. Chúng con đầy dẫy đức tin để nhờ qua đức tin đó chúng con đứng vững và tin tưởng vào Ngài. Trông cậy vào Ngài thì chúng con sẽ không có hổ thẹn bởi bởi vì có Chúa Thánh Linh giúp sức cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Ôi xin Cha, chúng con dâng lên Cha với tất cả tấm lòng của chúng con trong ngày hôm nay, để chúng con dâng lên Cha những bài ca tiếng hát của chúng con ca ngợi Ngài. Chúng con cảm tạ Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ôi trời, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Ngài là ba ngôi Đức Chúa Trời đời đời của chúng con. Con cảm ơn Ngài đã đến thế gian chết cho tội lỗi của chúng con. Nguyện lòng chúng con luôn khôn cao danh Ngài, vua đời đời, Chúa bình an của chúng con. Cha ơi, con xin dâng lời cảm tạ, chúc tụng ngợi khen Cha qua lời ca tiếng hát của chúng con. Xin thần của Ngài đổ trên từng anh chị em chúng con trong buổi thờ phượng này. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Amen.
within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Ngài là Chúa của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Ngài luôn giấu chúng con trong cánh tay của Ngài, che phủ chúng con, ôm ấp chúng con trong tình yêu thương của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Lòng thành tín của Chúa trên mỗi anh chị em chúng con. Lòng thành tín của Chúa làm cho các chúng con có sức để nuôi tâm linh, linh hồn, thể xác của chúng con, để chúng con luôn bình an Ngài, tràn đầy hạnh phúc và sức sống của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ngự trên từng anh chị em trong buổi thờ phượng này. Xin Ngài đặt thần của Ngài trên môi miệng của từng anh chị em chúng con, để chúng con có lời của Ngài, chúng con có sức sống của Ngài, để chúng con
sống trong những ngày sau rốt này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Chúng con dâng buổi nhóm chúng con để chúng con được thức mới của Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ ngợi khen Cha chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Xin mọi người mời mở mic lên. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Dạ, cảm tạ Chúa. Hôm nay mình tiếp tục trong những cái lời cầu nguyện mỗi ngày, mỗi tuần mà mình có trong đời sống. Thì cảm tạ Chúa, anh chị em mình đã được những cái giờ cầu nguyện chung với nhau trong buổi thờ phượng này. Thì chị Bích Liên ơi, chị có thể cầu nguyện
cho đất nước Hoa Kỳ và Hội Thánh Hoa Kỳ không ạ? Dạ. Xin bạn mình cùng hiệp ý với Bích Liên. Dạ vâng, cảm Dạ. tạ Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay là sáng thứ bảy. Và chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chúng con tôn ngợi danh thánh của Ngài. Vì Chúa là đấng cao cả quyền uy, danh Ngài trên khắp mọi danh. Ngài yêu thương gìn giữ hội thánh Chúa, không những ở Hoa Kỳ mà lại khắp nơi trên thế giới. Chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia non trẻ mà Chúa đã cho quốc gia Hoa Kỳ trở thành một lãnh đạo, một cường quốc lãnh đạo thế giới. Xin Chúa giữ vững vị trí này của Hoa Kỳ, nhất là ở trong đức tin. Người Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ là đất nước bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh. Và đất nước Hoa Kỳ luôn luôn đứng hàng đầu trong vấn đề truyền giáo, vấn đề gửi các giáo sĩ đến khắp quốc gia, cũng như đứng đầu trong những vấn đề viện trợ nhân đạo, và luôn luôn đáp ứng, là quốc gia đáp ứng đầu tiên trong những cái sự cấp bách, trong những cái thiên tai, trong những cái cứu trợ nhân đạo khắp nơi trên thế giới. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Hoa Kỳ không có phân biệt chính thể, nhưng mà nơi nào cần sự cứu giúp thì đất nước chúng con luôn luôn đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa cho đất nước chúng con được đầy ơn của Chúa để chúng con có thể chia sẻ cho những quốc gia khác, những anh chị em khác trên khắp nơi. Và chúng con xin Chúa ban phước lại cho đất nước Hoa Kỳ thật là dư dật. Và xin Chúa cũng giật giấy Hội Thánh Chúa tại Hoa Kỳ để cho lòng con cái Chúa lúc nào cũng tìm kiếm Chúa hết lòng, lúc nào cũng tôn cao danh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những vi phạm của chúng con, nhất là những người Hoa Kỳ ở trong cái thế hệ sau này. Họ dần dần họ đi xa nhà Chúa, họ dần dần họ thay thế Chúa bằng những cái hình tượng của đời sống. Họ tôn thờ chủ nghĩa vật chất cá nhân, họ tôn thờ những cái gì thuộc về thế giới tạm bợ này. Đặc biệt là họ vẫn còn muốn phá thai, họ vẫn tổ chức những cái cuộc biểu tình, và gần đây nhất là những cái cuộc biểu tình ảnh hưởng đến cơ quan lập pháp Hoa Kỳ để duy trì cái tình trạng phá thai, vì họ cho rằng phá thai đó là cái quyền của con người. Cũng như là Chúa tha thứ cho những người 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 Hoa Kỳ là những người họ đề cao vấn đề đồng tính luyến ái, và những người Hoa Kỳ họ đề cao cái sự chém giết tàn bạo, cái sự giống như là của BMI, BLM. Chúa ơi, xin Chúa thương xót bởi vì người Hoa Kỳ họ đã không đi theo gương của tổ phụ của họ để nhìn biết Chúa và kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, nhưng mà họ đi theo gương của dân tộc Israel ngày xưa, dần dần xa cách Chúa. Dầu vậy, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì cớ Chúa ban phước cho đất nước Hoa Kỳ, bởi vì những con cái Chúa tại Hoa Kỳ luôn luôn hết lòng cầu thay cho đất nước mình. Chúng con tạ ơn Chúa vì dù một số lớn người Hoa Kỳ họ từ bỏ Chúa, họ đi theo đường lối riêng của họ, nhưng cũng vẫn rất nhiều hội thánh vẫn trung tín với Chúa và cầu thay cho đất nước chúng con. Xin Chúa tha thứ tội cho họ. Xin Chúa thương xót. Con nhớ ngày xưa Abraham đã cầu nguyện cho Lot rất là nhiều. Chúa ơi, bởi vì dù Lot sống ở Sodom và Gomorrah, nhưng Lot vẫn là người cháu của ông. Cũng giống như là chúng con sống trong đất nước Hoa Kỳ này, thì chúng con vẫn nhớ tới những người đồng bào, những người Hoa Kỳ là những người đã giơ vòng tay để tiếp đón chúng con tại quê hương thứ hai này. Để chúng con nhớ tới họ để cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho họ. Và Chúa nhớ tới hội thánh của Chúa. Xin Chúa làm tinh rằm hội thánh Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Ngài để tất cả các con cái của Chúa tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng con đang sống trong thời kỳ sau cùng, là thời gian có rất nhiều thử thách, hoạn nạn và khó khăn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con vững bước, và chúng con luôn luôn yêu kính Chúa. Chúng con luôn luôn cầu thay cho nhau, gây dựng
đức tin cho nhau trong sự học lời Chúa, trong sự cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin Chúa giúp đỡ Hoa Kỳ trong mọi vấn đề, đặc biệt là vấn đề quốc ngoại, vấn đề giúp đỡ cho Ukraine. Con xin Cha thương xót và xin Chúa giúp đỡ để cho Hoa Kỳ vẫn có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế, đặc biệt là đối với chế độ bành trướng của Trung Cộng. Xin Chúa cho Trung Cộng cũng biết vị nể Hoa Kỳ và cũng biết gọi là cái hạn chế của chính mình, đừng có làm cái điều gì nó quá đà, nó quá đáng, vì đất nước, vì thế giới hiện nay nó rất là tế nhị, Chúa ơi. Vì đất nước hiện nay nó giống như là một cái quả bóng, nó đã căng thẳng lắm rồi. Xin Chúa thương xót giúp đỡ để cho mọi quốc gia cũng đều có cái sự tôn trọng đối với Hoa Kỳ, để là vì người Hoa Kỳ là một người anh cả, để mà dàn xếp tất cả những cái xung đột hoặc là những cái mâu thuẫn xảy ra giữa các quốc gia với nhau. Con chúc phước cho đất nước Hoa Kỳ, chúc phước cho Tổng thống Biden, để cho ông có sự khôn ngoan, thông sáng, nhất là ông có tấm lòng kính sợ Chúa, để ông dẫn dắt, dìu dắt quốc gia đến cái chỗ nhận biết Chúa càng hơn, cũng như là ông cũng chính ông cũng làm một tấm gương cho mọi người nhìn thấy trong ông có sự sống của Chúa, sự sáng của Chúa trong ông. Con tạ ơn Cha. Nếu ông chưa có tấm lòng này thì con cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của Biden. Bởi vì một người nguyên thủ quốc gia phải là một người phản chiếu cái tấm gương hạ mình, tấm gương kính sợ Chúa, tấm lòng integrity. Cha ơi, xin Chúa thương xót để cho Biden đừng có nhút, đừng có nhát sợ, đừng có sợ hãi và đừng có che giấu, bởi vì Chúa là sự thật. Và một người lãnh đạo Hoa Kỳ phải có sự tâm trong sáng trong tâm hồn, yêu mến lẽ thật của Chúa. Con tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện để Chúa làm thánh sạch hội thánh Ngài, cũng như là Chúa làm trong sạch bộ máy chính quyền Hoa Kỳ, để thật sự những người bước chân vào trong lĩnh vực chính trị, dù là cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp, đều là những người có tấm lòng trong sạch, kính sợ Chúa, để mà thay Chúa, để mà hành đạo, để mà lãnh đạo đất nước. Con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con chúc phước cho đất nước Hoa Kỳ, chúc phước cho Hội Thánh Chúa tại đây. Con chúc phước cho các anh chị em trên các đường dây Zoom cũng như là Messenger học hỏi lời Chúa. Xin Chúa làm mạnh dạn chúng con qua Đức Thánh Linh của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, ngay ngày nào chúng con còn sống thì chúng con thực sự là ánh sáng của thế gian, là muối của đất. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm và chúng con cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Tạ Chúa. Dạ, cảm ơn chị Bích Liên. Cảm ơn Chúa. Qua cái lời thiết tha cầu nguyện của chị thì cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài đã ban cho chị em chúng con đã được ở nơi đất nước Hoa Kỳ, là cái nơi mà chúng con tự do để mà thờ phượng Ngài. Thì xin Chúa ban thần của Ngài đổ xuống các chị em mình có cái lòng kiên trì, kiên nhẫn để Chúa sử dạy, cũng hơn hơn nữa để cho mình có cái lòng đem tin mừng của Ngài đem trao truyền khắp nơi. Cảm tạ Chúa. Rồi mời em Nam cầu nguyện cho mời em Hiến cầu nguyện cho đất nước Israel và Hội Thánh Việt Nam, để mà Chúa hủy phá công việc mà ma quỷ trên con cá Babylon và bánh thánh thổ của Việt Nam. Mời em Hiến. Dạ vâng. Cảm tạ Chúa. Lần trước con Chúa có bày tỏ cầu nguyện là thứ nhất là kêu cầu danh Chúa. Danh là bản chất của Chúa. Thứ hai là cầu nguyện là tương giao với Chúa. Thì khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải xác định là chúng ta đến với Chúa là chúng ta mặc lấy bản chất của Ngài. Thì cái lời cầu nguyện của chúng ta mới được đến với Cha Thiên Thượng. Thì hôm nay con lại chia sẻ tiếp. Thì Chúa Giêsu là đứng cầu thay. Cầu thay cho chúng ta ở bên hiệu Chúa Cha. Ngài dạy chúng ta rằng là nước Cha được đến, ý Cha được nên. Thì hôm nay con xin chia sẻ tiếp. Cầu nguyện là chuyển giao ý muốn của Chúa từ trời xuống đất, từ trời xuống đất. Đất chính là chúng ta này, chúng ta được tạo ra từ đất này. Đất chứ không phải đơn giản là chỉ là quả địa cầu đâu, mà chính chúng ta này, tấm lòng của chúng ta là đất này. Đó, thì Chúa Đức Thiên Chúa Ngài chuyển giao ý muốn của Ngài từ trời xuống đất. Nên là vậy là tại sao mà nhiều người họ có làm việc tốt đến mấy thì cái lời cầu nguyện của họ đến Chúa nó cũng không được. Dù người ta có làm tốt đến mấy, họ có trả giá làm tốt mấy, lời cầu nguyện cũng không được nghe. Chỉ khi những người nào tin Chúa thì lời cầu nguyện của chúng ta bắt đầu đến được Chúa Chúa và bắt đầu Chúa Giêsu Ngài cầu thay với Chúa Cha và Ngài chuyển cái ý muốn của Ngài từ trời xuống đất. Đấy, nước Cha được đến và ý Cha được nên là như vậy. Thì chúng ta là những người tin Chúa là chúng ta phải biết rằng là cái bản chất của chúng ta ấy, là phải là bản chất của chúng ta là bản chất của con cái Thiên Chúa. Thời cựu ước
thì dân Israel họ chưa có Chúa Giêsu, họ chỉ chờ đợi Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà chúng ta là những người được phước, được sinh ra trong cái thời đại ân điển và được ân điển của Chúa Giêsu. Ân điển thì từ khi dựng nên sáng thế và tân điển nó có rồi, nhưng mà để ân điển Chúa Giêsu thì thời cựu ước thì chưa có, chỉ có tân ước là khi mà Chúa Giêsu đến thế gian thì mới có ân điển. Thì mọi người có nhớ tên hội thánh của mình không ạ? Tên hội thánh của mình là gì? Hội thánh trời thương đúng không ạ? Đấy, mọi người phải nhớ rằng. Vâng. Chứ mà người phải nhớ đấy, hội thánh trời thương đấy, mình phải nhớ đấy, đây cái điểm này mình phải nhớ. Không có sự thương xót của Chúa thì mình hư mất rồi, mình phải nhớ kỹ cái điều đó. Không có sự thương xót của Chúa mình hư mất rồi, mình phải lặp đi lặp lại cái đơn đưa lời đó trong đời sống mình để thành thiệt đi, để sự thương xót của Chúa ở trong đời sống của mình. Tại sao mà Chúa lại dùng mình, tại sao Chúa lại dùng mình, Chúa dùng mình ấy và không có mình ấy giao giảng lời Chúa ấy, thì người xác bị hư mất. Để cái tình yêu của Chúa, sự thương xót của Chúa đổ đầy trong chúng ta để chúng ta biết để mà đi thực hiện công việc của Ngài. Đó, chúng ta phải nhớ rằng không có sự thương xót của Chúa thì chúng ta hư mất rồi. Và chúng ta hình dung cái người thân của chúng ta mà không có sự thương xót của Chúa, hoặc là không có sự thương xót của chúng ta này, không có sự bày tỏ của Chúa qua chúng ta này, thì họ sẽ bị hư mất. Nên chúng ta phải nhớ kỹ cái điểm này, sự thương xót. Đấy, hội thánh của chúng ta là hội thánh của sự thương xót. Cảm tạ Chúa rất là nhiều. Thì là như vậy, hội thánh của mình là hội thánh trời thương này. Rồi, còn điểm gì nữa này? Để mà cầu nguyện cho Israel và hội thánh mà không có cô chi. Đúng rồi, Israel và hội thánh Việt Nam. Vâng, thì hội thánh thì chúng ta phải cầu nguyện hội thánh thì chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, bắt chước các sứ đồ. Bắt chước là điều rất là quan trọng. Nó là cái trật tự của Chúa. Tại sao mà Chúa lại lời của Chúa mà lại qua sứ đồ Phao-lô? Hội thánh của chúng ta là hội thánh biết ơn nhá, chúng ta biết ơn Chúa, biết ơn các sứ đồ, các tiên tri thánh của Chúa. Không có họ thì không có lời Chúa đến chúng ta đâu. Chúng ta được nhận được tất cả những lời đó là nhờ cái sự đức tin của họ, đức tin của họ vào Chúa, và họ thực hiện bắt chước công việc của Chúa với đến đời sống của chúng ta. Đó là cái trật tự mình phải nhớ là mình nên là hôm nay con sẽ chia sẻ cho mọi người, tí con sẽ chia sẻ cho mọi người một cái điều mà nó thành bản chất trong đời sống của con. Và rất là tuyệt vời trong điều đó. À, con xin dâng lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì tình yêu của Ngài. Ngài ban Đấng Christ trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, đức tin là thực hiện điều Chúa đương trông mong, Chúa ạ. Và chúng con thực hiện được điều của Ngài thì chúng con phải mặc lấy bản chất của Ngài, mặc lấy danh của Ngài. Chúng con phải được nói chuyện, được nghe thấy tiếng của Ngài. Chúng con phải nhận được lời của Ngài từ trên, từ Cha Thiên Thượng xuống trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Nếu chúng con không nhận được lời của Ngài thì chúng con không thể nào thực hiện được, Chúa ạ. Chúng con đức tin đó là đức tin không có việc làm, Chúa ạ. Và đức tin đó là đức tin việc làm của theo ý riêng của chúng con thì không bao giờ là thành được, Chúa ạ. Chúng con phải làm những gì mà chúng con nhìn thấy nơi làm, Chúa ạ, như Chúa Giêsu vậy. Ngài nói rằng Ngài không làm điều gì được cả, mà Ngài làm, Ngài chỉ nhìn thấy điều gì mà Cha làm thì Ngài làm theo như vậy, Chúa ạ. Chúng con tin rằng, Chúa ơi, chúng con bắt chước Ngài và bắt chước các sứ đồ thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cảm tạ ơn Chúa về anh cả của chúng con là dân Israel đã ban Đấng Christ cho chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đã được sinh ra trong thời thân ước này, đã được lắng nghe lẽ thật của Chúa, đã lắng nghe được tin lành vương quốc của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và Ngài cũng đặt để hội thánh của chúng con không phải là hội thánh tin lành hay hội thánh kháng cách hay hội thánh công giáo, mà Ngài lại đặt để chúng con là hội thánh trời thương, bởi vì Ngài muốn dạy cho chúng con một bài học rằng không có sự thương xót của Ngài thì chúng con bị hư mất rồi, Chúa ạ. Và chúng con tin rằng tất cả mọi thứ của Ngài tạo nên đều là tốt đẹp, và chúng con tin vào Ngài thì chúng con đã được sinh lại trên cao, và chúng con đã được Chúa đổi mới như là những sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô, là chúng con đổi mới tâm trí, Chúa ạ. Và tâm trí của chúng con là tâm trí của con trời, Chúa ạ. Tâm trí của chúng con là tâm trí của sự thánh khiết, của sự thánh sạch,
của sự khát khao mong muốn để ý của cha được nên để làm những công việc của cha. Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Ô, tất cả những lời của chúng con là từ bản chất của Chúa mà đến Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, ôi Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa cũng ban cho tất cả những hội thánh ở trong đất nước Việt Nam của chúng con là những hội thánh lầm lạc. Chúa, chúng con biết rằng Chúa, tin lành của Ngài, tin lành nước trời của Ngài mà đến thì tất cả các tin lành khác nó đều sẽ bị sụp đổ hết Chúa, bởi vì họ là cái nền móng mà không thể nào trụ được trong bất kỳ nước lũ nước bão Chúa, nhưng chỉ có tin lành nước trời của Ngài được xây dựng trên nền vần đá là Chúa và nền tảng là các sứ đồ tiên tri Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con tin rằng Chúa, chúng con học về những cái sự dạy dỗ của sứ đồ của Ngài, tiên tri của Ngài thì chúng con cũng đón nhận được cái lời nói của sứ đồ, lời nói của tiên tri, lời nói của quyền phép Chúa, không còn là lời nói của tôi tớ nữa mà lời nói của con Ngài Chúa, là lời nói của sự vững chắc Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài Chúa và Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều vì tình yêu của Ngài Chúa ạ, cho tất cả các cơ nghiệp của chúng con, đó chính là những cái lời cầu nguyện của chúng con sẽ được Chúa làm thành Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện chúc lành cho họ, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa cho anh cả của mình là Israel mà Chúa đã thương yêu, mà đã qua anh cả của mình đã được nghe biết lời của Ngài, thì xin Chúa cũng đổ thần của Ngài trên Hội Thánh Việt Nam để mà những người nghe lời lẽ thật của Ngài biết hủy phá công việc của ma quỷ, hủy phá con cái của Babylon. Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh Hiến. Rồi mời em Nam cầu nguyện cho đất nước Ukraine và cho nước Nga và hội thánh của Ukraine, hội thánh của Nga nữa. Mời em Nam. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa cùng với Ukraine và nước Nga cũng như cuộc chiến này thì Chúa sẽ bày tỏ những quyền năng của Chúa để làm thay đổi tấm lòng của nhiều người, của các quốc gia và dân tộc. Cái lời Chúa đã chờ con, trời cảm ơn rất nhiều vì đã cùng với tất cả chúng con, cảm ơn rất nhiều vì Ngài đặc biệt chúng con làm thầy tế lễ của Ngài, để chúng con đến trước Ngài, chúng con công bố những lời lẽ thật của Ngài, chúng con công bố những cái mong muốn, những cái khát vọng của chính Ngài đến với dân sự của Ngài, chào đến với lòng người chúng con. Xin cảm ơn rất nhiều vì những điều này cho xảy ra, chào con biết là trong những ngày cuối cùng, chào thì tất cả những cái gọi là sự chiến tranh, tất cả những cái điều mà trong cái những cái biểu hiện của những ngày cuối cùng nó sẽ phải xảy ra, chào nhưng mà con cảm ơn rất nhiều vì tất cả những điều này cho nó xảy ra đó để cho chúng con biết gọi là chuẩn bị tấm lòng của mình, chà biết là ô Chúa Ngài đang gọi là sử dụng, Ngài đang làm sạch tất cả những cái tấm lòng của lòng người chúng con, chơi Ngài đang sử dụng tất cả những cái hòn nọn để khiến cho lòng người chúng con phải tỉnh thức lại, chà để đọc họ nhận biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, họ nhận biết về những đường lối của Ngài để đi theo những cái điều mà Chúa muốn, chà để đem gọi cái sự tiên lành nước Đức Trời rao giảng ra khắp đất này để mở đường cho Chúa Suric. Chúng con đến là thứ hai, chào ơn cảm ơn rất nhiều trời. Ô con cầu nguyện cho cuộc chiến của Ukraine, chào cầu nguyện cho tất cả những con người, tất cả những cái binh lính, tất cả những cái người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, chào cầu xin Ngài hãy an ủi và hãy ở cùng với tất cả tấm lòng của họ, chào để qua cuộc chiến này họ không có bị tập trung vào cái năng đề, tập trung vào những cái điều khó khăn hòn nọn, nhưng mà họ nhờ vào đó mà họ tấm lòng của họ được đánh tan và ở ra chào và họ đến được với Chúa ông con để đọc được có sự trông cậy, đặt niềm tin vào trong Thượng Đế, đặt niềm tin vào trong ông trời cha đều qua đó mà họ tìm kiếm được ý muốn của Chúa, biết được những cái điều mà Ngài muốn họ qua những cái khó khăn đó và họ thay đổi tấm lòng của mình, biết dân chọn để sống mình cho Ngài, cha biết dân lên biết đi theo những sự dạy dắt của Chúa để sống một đời sống có ý nghĩa và có một đời sống mà không còn chạy theo những cái điều trong thế gian này được, nhưng mà chạy theo những điều có ý nghĩa đời đời. Chào ông cả ngày rất nhiều Chúa con, ông con cầu nguyện cho tất cả những người lãnh đạo ở Ukraine, chào nhất là tổng thống Zelensky, chào để đọc ông và đội ngũ của ông và những người đang tham gia các cuộc chiến, đang điều hành cuộc chiến, chà họ có sự khôn ngoan của Ngài, chà đi đâu họ đưa ra được những quyết định, đưa ra được những cái hành động, những cái chỉ thị mà nó
hơn có sự khôn ngoan của Chúa Trời, rồi họ có thể cầu khiến cho tất cả những gọi là những cái khiến cho cái cuộc chiến Ukraine đó không chỉ gọi là đi theo những ý định của người, nhưng mà được đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Con chơi ôn cảm này rất nhiều, ôn con cầu nguyện cho tất cả những cái người lãnh đạo của Putin cũng như những cái người điều hành cuộc chiến này, sao cầu nguyện để Chúa nó cũng khiến cho tấm lòng họ cũng phải bị tan vỡ ra, sao tất cả những lương tâm họ tan vỡ ra cho họ biết gọi là dừng cuộc chiến này. Đúng lúc chả biết gọi là phải cái phải biết biết dừng lại và ôn nhiều cái gọi là đi những cái đưa ra những hành động, những chỉ thị đúng đắn để rồi không có có phải vượt qua khỏi cái ranh giới đỏ của Chúa, để rồi bị gọi là vi phạm vào các gọi là cái sự gây ra những tội ác chiến tranh, để rồi vi phạm vào những cái điều mà Chúa không muốn và phải bị hủy diệt theo bởi sẽ bị sự thịnh nộ của Chúa đổ xuống trào. Ô cầu nguyện cho tất cả những người này, ô họ phải có sự khôn ngoan Chúa để rồi biết dừng biết đưa ra những quyết định mà đúng với những gì mà khôn ngoan, để rồi không có bị mất đi cái cơ hội mà được Chúa ban cho để đến để được có cơ hội để quay đầu và được Chúa thương xót và ăn năn trước mặt Ngài. Sao cả ngày rất nhiều Chúa con, ô con cũng cầu nguyện cho tất cả những nước đang giúp đỡ cuộc chiến này, sao tất cả những nước EU, nước Mỹ, sao để rồi qua cuộc chiến này họ cũng gọi là chuẩn bị, họ cũng mặc lấy những cái sự tấm lòng thương xót của Chúa để rồi bao bọc cũng như chở che và cũng như hiệp nhất lại với nhau để có thể đưa ra được những cái quyết định, những cái hành động để khiến cho những cái hệ lụy của cuộc chiến này không bị lan rộng ra và ảnh hưởng nhiều điều và gây ra những cái điều xấu xa hơn nữa. Chào ông cảm ơn rất nhiều, ô con dân tất cả các anh, tất cả các dân tộc Ukraine và dân tộc Nga và tất cả những dân tộc khác, ôm lên cho Ngài để rồi Ngài cứ tiếp tục làm việc theo cách thức của Ngài, sao để rồi khiến cho tất cả các dân tộc và cả quốc gia họ phải có gọi là cái sự họ nhận thấy được cái sự kính sợ Chúa và biết tin biết quay tấm lòng của mình đến với Chúa để tin nhận Ngài. Chào cảm ơn rất nhiều, con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Lan cầu nguyện cho nước Ukraine và cho nước Nga, cho hội thánh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Rồi mời em Na Thủy cầu nguyện cho gia đình hôn nhân. Dạ. Thưa Chúa, cảm ơn chị. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ người khen Cha, nhờ Đức Thánh Linh có sống trong chúng con. Chúng con hằng dâng chào để mà tôn vinh ngợi khen Cha trong Chúa Giêsu Christ, con yêu dấu của Cha, Đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Nhờ sự hoàn tất, sự công bình của Ngài, chúng con nhận được Đức Thánh Linh của Ngài, nhận được sự quyền năng mà Cha ban cho chúng con. Mỗi ngày chúng con có mầm sống của Chúa Giêsu Christ ở trong chúng con. Sự sống đó, sự sống dạt dào trong tình yêu của Ngài, sự thương xót của Ngài, đầy dẫy để chúng con phản chiếu và bày tỏ Ngài trên hôn nhân, trên những người lân cận của chúng con, đặc biệt để lấy tinh thần của Ngài để đối đãi với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con là những người bặc làm vợ, là những người nữ, nguyện sự tinh kính của Ngài, sự kính sợ Đức Giê-hô-va, chung thủy mềm mại ngay thẳng, và lấy cho chúng con biết lấy lòng nết na thùy mị mà đức hạnh biết đối nhân sự thế với những người lân cận của chúng con. Vì như lời Chúa phán rằng duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
Nguyện sự kiên nhẫn, sự đầy dẫy tình yêu của Chúa Jesus Christ, sự khiêm nhường, sự khôn ngoan trong hôn nhân của chúng con, để chúng con biết bày tỏ Chúa Jesus mỗi ngày trên đời sống của chúng con, qua người chồng của chúng con, qua con cái của chúng con, qua tất cả những người mà chúng con liên đới với chúng con, những người xung quanh của chúng con, Chúa ạ. Con cũng cầu nguyện cho người nam là người chồng của chúng con. Và khởi đầu Chúa đã dựng nên có nam có nữ, cả hai nên một, cả hai trở nên một, không còn hai nữa mà một, Chúa ạ, nên một, để cho chúng con cũng có tâm tình như chính Ngài, một người nam mà Chúa đã dựng nên để làm đầu gia đình như phản chiếu Chúa Jesus Christ là đầu hội thánh. Xin cho tấm lòng của một người nam biết có tấm lòng kính sợ Ngài, tin kính Ngài và dâng mình trọn vẹn cho Ngài, và cũng lấy tinh thần của Chúa Jesus Christ mà biết đối đãi với vợ và biết dạy dỗ con cái trên con bước đường trên con đường của Chúa. Xin Chúa Ngài chúc lành chúc phúc trên hôn nhân từng anh chị em của chúng con, và những hôn nhân mà đang trong sự sắp tới, các bạn trẻ, để mà Chúa cũng chuẩn bị qua những người cha người mẹ hôn nhân, tình dục trong hôn nhân, và sự thánh sạch trước mặt Ngài, hôn nhân trước mặt Ngài, dưới mắt Ngài, Chúa ạ. Nguyện huyết của Ngài thanh tẩy hết tất cả con cái của chúng con, thanh tẩy con trai con gái của chúng con sạch, Chúa ạ, sạch. Và đặc biệt rằng là Chúa Ngài dùng cha mẹ là những bậc mà làm cha mẹ để trải nghiệm với Ngài mỗi ngày, để phản chiếu sự sáng của Ngài, để trang bị cho những bạn trẻ, những đứa con gái, con trai của chúng con, để bước vào cuộc hôn nhân sắp tới, hôn nhân dưới mắt Ngài, hôn nhân trong sự chúc lành, chúc phước của Ngài, Chúa ạ. Chứ không phải hôn nhân trong sự bẩn thỉu, trong sự của thế gian này, Chúa ơi. Xin Chúa Ngài cho những đứa con của chúng con luôn biết kính sợ Ngài. Kính sợ Ngài đó là một cái tri thức thật, lòng kính sợ Đức Giê-hô-va là một sự khôn ngoan khởi đầu, Chúa ạ. Xin cho con cái của chúng con luôn biết tìm kiếm Ngài, luôn biết kính sợ Ngài, và đặc biệt rằng là tìm kiếm lời của Chúa và đi trên lời của Chúa hướng dẫn, và qua đời sống cha mẹ, Chúa ơi, thì chúng con là những người bậc cha mẹ đi trong sự trật tự của Ngài, thì chúng con cũng làm, cũng dẫn con cái của chúng con đi trong quỹ đạo của Ngài. Cảm ơn Đức Thánh Linh đã đứng mỗi ngày hằng nhắc nhở chúng con, hằng nâng đỡ chúng con, hằng an ủi, cáo trách, che chở và dạy dỗ chúng con, và luôn nhắc nhở cho chúng con là để cho chúng con biết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vừa muốn vừa làm trong sự vui mừng vui vẻ, để lòng của chúng con không bị rúng động bất cứ một việc gì, chúng ạ. Khi chúng con đi trong sự công bình của Ngài là chúng con không phải bị rúng động, chúng con không phải bị rúng động. Chúng con đổi ơn cha nhiều lắm, cha ơi. Và chúng con không bao giờ quên mà cầu nguyện mỗi ngày, hàng đêm mà mỗi ngày cầu nguyện cho đặc biệt rằng hôn nhân giữa Ngài với hội thánh, là chúng con là những người sống trong cùng một hội thánh và những tất cả các hội thánh trên thế giới này, Chúa ạ. Nguyện sự trung thành, trung tín, trung thủy giữa hội thánh và Ngài luôn nguyện lấy nhau, tình yêu một người vợ và hội thánh biết vâng phục, và người chồng là cha, là Chúa, là Đức Giê-hô-va của chúng con, để chúng con biết đầu phục Đức Chúa Trời, để đi theo trong sự trật tự của Ngài, đi theo trong ý muốn của Ngài, Chúa ạ. Con cũng cầu nguyện xin sự chúc phước của Ngài trên hôn nhân, hội trên tất cả các hội thánh, trên hôn nhân từng tất cả anh chị em của chúng con, để phản chiếu Ngài và con cái của chúng con, để tất cả chúng con được trở nên thánh và dâng mình trọn vẹn cho Ngài. Vì khi mà chúng con sống trọn vẹn và dâng mình cho Ngài một cách trọn vẹn, thì tất cả nhà đều được trở nên thánh, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa sự dạy dỗ của Ngài mỗi ngày trên đời sống từng anh chị em của chúng con. Chúng con dâng tấm lòng của tất cả anh chị em của chúng con ngay trong giờ phút này, xin sự hạ mình của chúng con, để chúng con được học hỏi lời của Ngài trong khiêm nhường và hạ mình trước mặt Ngài. Chúng con đổi ơn Ngài, và chúng con cầu nguyện với Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Tạ Chúa, cảm ơn Chúa đã cho anh chị em mình để mà qua cái lời cầu nguyện, cũng như là qua cái con đường mà Chúa chỉ dạy cho anh em, qua cái đời sống vợ chồng hôn nhân gia đình. Xin Chúa làm chủ đời sống gia đình hôn nhân, thì anh chị em mình có được đời sống hôn nhân hạnh phúc trong nhà. Cảm tạ Chúa.
Rồi em cảm ơn em Thủy, rồi cảm chị ơi, chị Bích Linh ơi, xin mời chị Bích Linh cầu nguyện tiếp cho Hội Thánh Nam chức vụ Hội Thánh Sư đồ Tiên tri Giáo sư Mục sư Giáo sĩ anh chị. Có cô Quý Vân mới vào. Dạ. Yeah. Dạ, tôi cũng mới vào. Dạ. Chào cô Quý Vân. Dạ. Chào cô Quý Vân. Dạ, chào. Dạ. Bích Linh xin phép cầu nguyện cho năm chức vụ trong Hội Thánh. Vâng. Dạ, cảm tạ Chúa, cảm ơn chị. Lạy Cha yêu thương của chúng con giờ đây công dân Đức Chúa Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh The Mercy of God, Hội Thánh của Chúa tại Hoa Kỳ, trong đó có Hội Thánh Việt Nam và Hội Thánh hữu hình khắp nơi trên thế giới. Chúng con dâng lên cho Chúa bởi vì chúng con là cô dâu của Chúa. Chúa là chàng rể và Ngài yêu thương chúng con. Chúa dựng nên Hội Thánh qua sự chết của Ngài. Và trong ngày lễ vụ tuần, Chúa ơi, xin Chúa thương xót. Và trong ngày lễ vụ tuần đó, bởi Thánh Linh giáng lâm mà có 3.000 người tin Chúa. Và Hội Thánh cứ thế tiếp tục cho đến ngày nay, đã qua 2.000 năm. Và Chúa tiếp tục ban phước để Hội Thánh phát triển. Và giờ đây Hội Thánh trở thành Hội Thánh hoàn cầu, vì nơi nào cũng có Hội Thánh của Chúa, đặc biệt là những quốc gia cộng sản như là Trung Cộng, Cuba, hoặc là các quốc gia Hồi giáo, ngay cả những cái nước mà rất là khắc nghiệt như là Bắc Triều Tiên. Có thể Hội Thánh không có hình thành, nhưng vẫn có những cái Hội Thánh bí mật. Con tin chắc như vậy, Chúa ơi, bởi vì nơi nào mà có sự áp bức càng nhiều thì Hội Thánh Chúa càng phát triển. Giống như ở trong Trung Quốc, trong thời kỳ năm 1970-80, Hội Thánh phát triển rất là nở, rất là rộng rãi. Cũng như là ở Việt Nam, thời kỳ sau 1975, Hội Thánh Chúa được khai sinh rất là nhiều. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Mà con cũng cầu nguyện cho năm chức vụ của Hội Thánh, cho Chúa thiết lập, cho Hội Thánh được vững vàng. Đầu tiên là chức vụ thư sứ đồ. Mặc dù chức vụ sứ đồ hiện nay rất là ít, nhưng không phải là không có. Bởi vì chức vụ sứ đồ, con tin chắc rằng cũng do Đức Thánh Linh ấn chứng và ủy nhiệm để các sứ đồ có thể ra đi khắp mọi nơi và truyền giáo, cũng như là làm chứng về Chúa và cập theo trong công việc, trong những dấu kỳ phép lạ, các môn đồ cập theo. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con tin chắc rằng chức vụ sứ đồ vẫn còn tiếp diễn, tại vì nơi nào cho đến khi ngày Chúa đến, con tạ ơn Cha vô cùng. Sự giàu có của Chúa được thể hiện trên Hội Thánh của Ngài. Và con tin và con cầu nguyện để xin Chúa dấy lên nhiều chức vụ khác nữa. Và chức vụ sứ đồ là một trong những cái chức vụ như Phao-lô ngày xưa dấn thân đi những miền đất xa xôi, truyền giáo, dù gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, dù gặp biết bao nhiêu bắt bớ. Xin Chúa tiếp tục, Chúa sai phái người Chúa đi và ban phước cho họ. Chúng con cũng cầu nguyện cho chức vụ tiên tri là chức vụ thay mặt Đức Chúa Trời để nói những cái lời khích lệ, những cái lời khôn ngoan, lời gây dựng cho Hội Thánh và làm tăng trưởng Hội Thánh. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chức vụ tiên tri được đầy ơn của Chúa, để cho con cái Chúa họ được gây dựng, để chúng con biết ý định của Chúa trên cá nhân chúng con như thế nào. Và chúng con biết rằng Ngài không nhìn chúng con như là một cái nhìn chung, nhưng Ngài biết từng người, biết từng hoàn cảnh, Ngài biết từng tên của chúng con, và Ngài có một cái chương trình khác đặc biệt cho chúng con. Con tạ ơn Cha. Xin Chúa cũng ở cùng với các vị giáo sư, những thầy giảng tin lành, tức là những người evangelist, là những người truyền giáo. Chúa ơi, chúng con thực sự Hội Thánh cần phát triển thì phải cần chức vụ này rất là nhiều. Đặc biệt những Hội Thánh nhỏ như chúng con thì chúng con cần những người giảng dĩ ra đi để mà chứng đạo cho Chúa. Xin Chúa ban ơn cho để chức vụ này không bị lãng quên, bởi vì
có thể là hội thánh chúng con bật lo những vấn đề này vấn đề kia mà sao lãng đại mạng lệnh của Chúa chăng? Chúa ơi, chức đồ vụ sứ đồ vẫn là chức vụ thầy giảng tin lành, chức vụ mà evangelist tức là người đi truyền giáo đó rất rất là quan trọng. Chúng con tạ ơn Chúa vì Hoa Kỳ có một nhà truyền giáo rất là vĩ đại là ông Billy Graham, mục sư Billy Graham, và mục sư Reinhard Bonnke là người cũng đem tin lành đến lục địa Phi Châu và cứu, và qua đó Chúa đã cứu được 75 triệu người trở về tiếp nhận Chúa tại lục địa Phi Châu. Chúa ơi, chúng con cũng xin Chúa dấy lên một cái chức vụ evangelist ở tại các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, để chinh phục nhiều linh hồn trở về. Cũng như tại Hoa Kỳ, Chúa ơi, sau khi mục sư Billy Graham qua đời, chúng con chưa thấy một vai trò nào nổi trội để mà truyền giáo đem nhiều người trở về. Nhưng con tin chắc rằng Chúa có chương trình tốt lành của Ngài. Để Chúa, như lời Chúa phán rằng trong thời kỳ cuối cùng, Ngài sẽ đem những con người hư mất, những con người có tấm lòng bằng đá để trở về. Ngài ban cho họ tấm lòng bằng thịt. Nếu không có người đi ra rao giảng, thì làm sao mà chúng có người nghe được và tin? Chúa ơi, con xin Chúa dấy lên chức vụ này ở khắp mọi nơi, đặc biệt trong các hội thánh của Chúa, để có người đi ra làm chứng cho tin lành bình an của Chúa Giêsu. Con tạ ơn Cha. Rồi sau đó có chức vụ mục sư, Chúa ơi, là người quản nhiệm, là người chịu trách nhiệm để nuôi dưỡng bầy chiên của Ngài bằng sữa của đạo, đó là lời của Chúa, và chăm sóc về tinh thần, về thuộc linh cho các con chiên nhỏ của mình. Xin Chúa thương xót và ban ơn cho chức vụ mục sư, vì thực sự chức vụ mục sư là chức vụ rất khó khăn. Bởi vì chăm sóc bầy chiên, có những con chiên nó còn ngang bướng, có những con chiên nó còn cứng cỏi, Chúa ơi. Xin Chúa cho tâm tình của các mục sư, tâm tình mềm mại, tâm tình của người chăn chiên thật lòng, hết lòng yêu thương chiên của mình. Đừng có như người chăn thuê để mà ghét bỏ phó mặc đàn chiên, nhưng mà thực sự là tấm lòng hạ mình khiêm nhường và chịu đựng, hy sinh cho bầy chiên của mình, yêu bầy chiên của mình. Con tạ ơn Chúa. Chúa đã căn dặn sứ đồ Phi-e-rơ 3 lần trước khi Ngài về trời. Đó là hỡi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Chúa ơi, và 3 lần như vậy thì Chúa đều phó thác cho Phi-e-rơ chức vụ chăn bầy. Hãy chăn bầy của ta. Chúa ơi, Ngài yêu hội thánh Chúa như vậy. Và đó là cái chức vụ rất là quan trọng. Mà xin Chúa thêm ơn, thêm đức tin và đầy ân điển cho các mục sư là những người chăn bầy của Chúa. Họ đừng có làm rơi rớt, họ đừng có làm lạc mất, họ đừng có đánh mất bầy chiên của Ngài. Bởi vì đến ngày cuối cùng Chúa sẽ hỏi rằng, ngươi đã đạt được làm được gì cho ta? Chúa ơi, Chúa giao một bầy chiên mà làm mất hết, hoặc làm rơi rụng gần hết thì sẽ trả lời như thế nào? Con xin Cha thương xót giúp đỡ để các mục sư nhận biết cái vai trò của mình là người chăn bầy và thực lòng yêu thương bầy chiên của mình. Đừng như người chăn thuê, đừng như là những người mà không có tâm tình, nhưng đã được sự kêu gọi của Chúa thì hết lòng trong công việc của Ngài. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Hãy cho chiên ăn thức ăn nó cần phải ăn, và chăm sóc, dạy dỗ chiên để cho sức khỏe tâm linh của bầy chiên mình được khỏe mạnh. Con tạ ơn Cha. Amen. Và chức vụ nữa là chức vụ giáo sư. Cha ơi, con tin chắc rằng trong hội thánh, một hội thánh khỏe mạnh thì cũng có nhiều giáo sư, là những người nghiên cứu học hỏi lời Chúa, là những người sát cánh bên mục sư để mà giúp đỡ trong các nhóm nhỏ học kinh thánh, hoặc là giúp đỡ mục sư trong vấn đề giảng dạy. Xin Chúa dấy lên nhiều giáo sư là những người yêu mến Chúa, khao khát lời Chúa, để mà hội thánh càng ngày càng phát triển tầm thước vóc dạng, trưởng thành như là điều mà Chúa muốn chúng con như vậy. Xin Chúa ban ơn cho, để cho tất cả các hội thánh đều phát triển nhịp nhàng và được gọi là được tăng trưởng về thuộc linh, cũng như là có tình yêu thương giữa anh chị em với nhau. Chúng con tạ ơn Chúa. Một hội thánh được khỏe mạnh là hội thánh đó có tấm lòng kính sợ Chúa, và trong hội thánh có một cái mũi dây thông công rất là quý mến lẫn nhau và giúp nhau cùng phát triển.
mọi người quan tâm đến nhau, yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau. Chúng con tạ ơn Chúa. Ma quỷ luôn luôn sợ những cái hội thánh như thế này. Vì thế chúng nó thường đưa những cái tư tưởng, những cái điều suy nghĩ tiêu cực đối với các anh chị em với nhau, đối với mục sư, với bầy chiên và bầy chiên đối với mục sư. Con xin Cha thương xót liên kết với chúng con qua sự cầu nguyện, qua sự học lời Chúa, để chúng con mạnh mẽ trong đức tin, để chúng con đắc thắng được tất cả những cái yếu đuối, sự cám dỗ và những cái bẫy của ma quỷ đã đưa chúng con vào. Lời Chúa dạy chúng con trong Ê-phê-sô chương 6 câu 10 rằng hãy trang bị vũ khí thuộc linh hầu anh em đứng vững trong ngày khốn nạn. Và đó là một trận chiến mà Ngài cho chúng con đầy đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trang bị cho hội thánh Ngài, và từng cá nhân, từng mỗi cô đốc nhân đều phải học biết điều này và phải được trang bị cẩn thận. Xin Chúa giúp đỡ để cho hội thánh phải chuẩn bị và giúp đỡ cho các cơ đốc nhân, cho các tín đồ sự hiểu biết lời Chúa, sự lớn lên và ham mến sữa của đạo nữa Chúa ơi. Xin Chúa ban ơn cho các chức vụ này không thiếu trong mỗi hội thánh. Mặc dù có những hội thánh nhỏ không đủ 5 chức vụ, nhưng con tin chắc rằng hội thánh lớn phải đầy đủ 5 chức vụ này, và hội thánh lớn cũng giúp đỡ cho những hội thánh nhỏ địa phương nữa. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con dâng tất cả mọi sự trong tay yêu thương Chúa và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện lời cầu nguyện của anh chị em chúng con dâng lên cho Ngài những hương thơm, để mà Ngài ban thần của Ngài đổ trên tất cả các năm chư vụ của hội thánh Ngài. Con cảm tạ Chúa, cũng cảm ơn Chúa đã cho chị Bích Liên có cái lòng yêu thương, yêu mến hội thánh của Chúa, và mỗi tuần cũng ra làm chứng đạo cho Chúa. Xin thần của Ngài đổ thêm sức cho chị để mà công việc của chị được kết quả thành công, hoa trái và trên thánh linh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Amen. Rồi tiếp tục trong cái bài mà Nam chia sẻ đó, Nam có thể chia sẻ tiếp tục được không hôm nay? Yeah. Đọc lời Chúa trước hả? Yeah. Hôm nay mình đọc. Chị Minh Phương đọc đó mà. Dạ. Yeah. 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 Em xin đọc lời của Chúa ha. Yeah. Trong sách Matthew đoạn 9 từ câu 9 đến 12. Dạ, xin được đọc. Chúa gọi Matthew, sự kiêng ăn. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thấy một người tên là Matthew đưa ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: làm sao thầy, các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Khi ấy các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pharisee kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm như vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới
vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa thì trong tuần trước mấy tuần vừa qua thì chúng ta cũng học về việc bản chất của con người chúng ta, và chúng ta biết là chúng ta con người chúng ta là được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để giống Chúa và quản trị muôn vật. Thì chúng ta không chỉ về con người chúng ta không chỉ về cái xác thịt bề ngoài này, nhưng mà chúng ta được cấu tạo từ ba phần, đó là thần linh, linh hồn và thể xác. Thì khi mà lòng người phạm tội với Chúa thì họ tâm linh họ đã bị cắt đứt với Đức Chúa Trời, nên họ đã không gọi là thần linh, họ đã không còn thần linh kết nối với Chúa nữa, họ thần linh coi như là chết mất. Nên lúc đó con người chỉ có linh hồn và xác, thì họ sống theo là ý riêng của mình, theo linh hồn và những ham muốn và thỏa mãn của xác thịt. Nhưng mà khi mà những người mà được sự gọi là họ được Chúa dẫn dắt thì họ đi theo Chúa, thì sau khi mà Chúa sâu rít ngài đến thế gian này, phục hồi lại cái vị trí ban đầu của người, là trở nên như ban đầu của người, thì khi những ai mà tin nhận Chúa họ được sinh lại, thì họ được thần linh họ được sống lại, và họ bắt đầu có một đời sống mới, và họ có cái con người mới bên trong mình, là con người mà sống theo đúng cái bản chất mà Chúa tạo nên từ ban đầu, đó là thần linh, linh hồn và xác. Và họ thần linh nó phải điều khiển linh hồn và xác. Thì hôm trước chúng ta học về việc cái con người cũ, con người Babylon, là cái con người mà nó vẫn còn ở trong chúng ta, nó khi mà nó không muốn gọi là đi theo sự dẫn dắt của thần linh Chúa, nó muốn sống theo ý riêng trong linh hồn, hoặc là những ham muốn chiều theo những ham muốn xác thịt, thì khi đó chúng ta đang mặc lấy con người cũ, và chúng ta cần phải học cách mà nhìn ra được cái con người cũ, con người Babylon này ở trong mình, để khi đó thì chúng ta phải đóng đinh nó, chúng ta phải chọn cái gọi là cái ý riêng cái con người cũ đó đi, và phải mặc lấy con người mới của Chúa, mặc lấy sự phục sinh của Chúa Sô-rít, để chúng ta khiến cho cái con người mới của chúng ta, nó con người tâm linh chúng ta, nó phải ngày càng được trưởng thành, để khi đó thì chúng ta không gọi là chúng ta bắt đầu một đời sống nên thánh một cách ngày càng được trọn vẹn giống như Đức Chúa Trời chúng ta, đến khi mà chúng ta về với Chúa thôi. Thì đó là một đời sống mà khi mà chúng ta phát triển đời sống con người mới, mặc lấy con người mới, thì chúng ta học về việc về phần linh hồn của chúng ta, thì nó có phần ý chí, cảm xúc và tâm trí. Thì chúng ta cũng học, bữa trước chúng ta học về việc phải thay đổi tâm trí của mình, để vì khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta chưa tin nhận Chúa, chúng ta còn sống trong thế gian này, và hiện tại chúng ta cũng đang sống trong thế gian này, thì thế gian này nó có rất là nhiều những cái điều thông tin, những cái nội dung, những cái điều dấu trá của ma quỷ của thế gian, nó cài đặt, nó thiết lập đầy giải mọi nơi. Nên nếu mà chúng ta không biết gọi là lọc, không biết học, không biết tiếp nhận những điều lẽ thật của Chúa, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và bị chấp nhận những cái điều sai trái của thế gian, và khiến cho chúng ta sống theo gọi là sự theo cái cách của gọi là không đúng với những gì mà Chúa dạy dỗ. Vì vậy nên chúng ta cần phải thay đổi tâm trí của mình, đổi mới tâm trí của mình mỗi ngày, để chúng ta tâm trí chúng ta nó được sâu sáng, để chúng ta đưa ra những quyết định đúng, để thật sự linh hồn chúng ta nó phải vâng phục thần linh của Chúa. Đó. Thì hôm nay chúng ta học về cái phân đoạn Kinh Thánh trong Matthew, để chúng ta học cách mà Chúa đã gọi là cái cách mà một con người gọi là giống như cách mà Chúa Sô-rít đó, ngài hành động như thế nào, và cách của loài người hành động như thế nào trong câu chuyện này, để chúng ta học được cái gương của Chúa, để biết cách mà đi theo sự dẫn dắt của Chúa trong trong đời sống của mình. Thì trong phân đoạn Kinh Thánh Matthew thì nó thấy Chúa Sô-rít ngài kêu ông Matthew là một người mà đang làm sao thế, một người có thể gọi là làm trong lĩnh vực về hành chính trị đó. Thì ông đang làm như vậy, thì khi mà Chúa đến, Chúa gặp ông, Chúa kêu ông, thì ông ngay lập tức ông gọi là đi theo Chúa liền. Thì đó cũng là một cái bài học về việc mà khi mà chúng ta sống đi theo Chúa, thì khi mà lời Chúa phán của chúng ta, thì chúng ta chỉ có vâng theo và làm ngay lập tức thôi, chứ chúng ta không có lưỡng lự. Khi mà thật sự Chúa phán với mình
thì chúng ta không còn lưỡng lự trong cái gọi là cái gì hết, nhưng mà chúng ta quyết định đi theo Chúa, bỏ hết một thứ giống như ông Matthew vậy. Thì trong này nói về việc về cái thái độ của Matthew và cái mà thì nó rất là tuyệt, nhưng mà con muốn học nhiều hơn về cái cách mà Chúa muốn cho chúng ta biết phải thay đổi cái tâm trí của mình á. Thì trong cái câu mà Chúa nói rằng là không thể đổ rượu vào trong cái bình cũ được, vì nếu như vậy thì nó sẽ làm hư luôn cái bình cũ đó, nhưng mà phải đổ rượu vào trong cái bình mới. Thì cảm Chúa thì đó là điều mà Chúa muốn chúng ta là chúng ta khi mà chúng ta phải gọi là mặc lấy cái con người mới đó, thì cái tâm linh, cái tâm trí của chúng ta cần phải được thay đổi, để khi mà thần linh của Chúa phán với chúng ta mới có đủ sức để chúng ta có thể hiểu được những gì mà Chúa muốn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sống theo cái cách thức của thế gian, theo các luật lệ hay là cái lệ luật lễ nghi tôn giáo mà chúng ta bị dạy dỗ lúc xưa, hoặc là chúng ta học từ trong thế gian này. Thì giống như chúng ta thấy trong này có hai cái loại người, là một cái loại người mà Pharisee, thì họ chỉ gọi là sống theo cái luật lệ lệ luật tôn giáo, và họ đánh giá con người theo cái cách bề ngoài, họ hành động theo cái gọi là cái tiêu chuẩn của họ. Và khi đó mà khi mà họ đi với Chúa thì khi mà Chúa làm theo cái cách của Chúa thì họ không chấp nhận, họ phê phán và họ đưa ra những cái lời gọi là chê trách, kêu tại sao Chúa lại ngồi với những cái con người gọi là xấu nét, những con người mà gọi là những người tội lỗi trong thế gian. Đã. Thì vì họ không chịu đổi mới tâm trí của mình, họ cứ nghĩ là ngồi với con người đó là sẽ mang tiếng xấu hay là gì đó. Đã. Nhưng mà Chúa dạy dỗ họ là không, Chúa đến thế gian này để cứu những người có tội, chứ Ngài không phải cứu những người công bình. Thì chúng ta biết là tất cả chúng ta đều là những người có tội hết. Khi mà Chúa nói như vậy thì có thể là những người Pharisee họ cũng phải nhận ra là họ cũng là người cần Chúa và phải lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, chứ không phải là đi bắt bẻ hay là phê phán Chúa như vậy. Nhưng mà có thể thì những người đó lúc đó họ không nhận ra điều đó, họ chỉ có thể họ chỉ nhìn vào người khác, họ không có nhìn vào chính bản thân mình. Thì Chúa muốn họ là những người này họ đừng có gọi là sống theo cái cách gọi là dân của lễ cho Chúa, là dân những cái cách thức riêng của họ, gọi là giống như họ hồi xưa họ đi theo luật pháp Môi-se, mà họ dân theo các họ làm rất là nhiều điều, đi theo các lễ nghi tôn giáo bên ngoài, nhưng mà họ không có cái bản chất bên trong lòng của mình. Này ngài Chúa gọi là muốn họ phải có mặc lấy cái sự thương xót của Chúa, phải Chúa muốn gọi là họ phải bày tỏ cái sự công bình, sự thương xót của Chúa cho những người khác, chứ không phải là chứ ngài không gọi là ngài không cần cái cách thức hành động mà thờ phượng lễ nghi của họ. Ngài cần cái bản chất giống họ, ngài muốn họ có cái bản chất giống ngài nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất là Chúa muốn họ phải có cái mối quan hệ với Chúa thật sự, tại vì những con người này họ cứ đi theo cách riêng của mình, mà họ dù họ đi theo Chúa đó, nhưng mà họ đi theo Chúa, họ lẽo đẽo theo Chúa để làm gì đó không biết, nhưng mà họ lại không có thật sự là lắng nghe Chúa, học hỏi từ Chúa, nhưng mà họ vẫn thích sống theo cách riêng của mình. Và cảm Chúa thì khi mà chúng ta thấy cái câu chuyện tiếp theo, khi mà những người môn đồ của Giang và những người họ nói rằng là chúng ta biết là môn đồ Giang có thể gọi là những người mà có một cái gọi là gì tư tưởng đổi mới, tại vì ông Giang là người đem sự ăn năn đến làm bắp tem nước ăn để khiến mọi người ăn năn đó. Thì có thể những người Môn Đồ Giang là những người có tư tưởng mới, nhưng mà họ cũng lại một lần nữa những người này họ vẫn bày tỏ một cái cách là họ vẫn đi theo cái cách riêng của mình. Họ kêu là tại sao Chúa không kiêng ăn, nhưng mà ở đây Chúa dạy cho họ một bài học là họ không hiểu được cái bản chất của sự kiêng ăn. Họ nếu mà thật sự học kiêng ăn, họ phải học theo cái cách mà giống như trong sách cử Esai, Chúa dạy về kiêng ăn như thế nào.
Và điều quan trọng nhất là Kiên An, lúc mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta gặp Chúa, chúng ta lắng nghe lời của Chúa, thì khi đây Chúa đang đứng ở trước mặt họ. Chúa đang đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể là chẳng lẽ đang ở trước mặt họ, không có lý do gì mà họ phải gọi là kiên ăn nữa, họ phải gọi là phải tìm kiếm Chúa nữa, vì Chúa đang trước mặt họ. Họ đang có cơ hội để đến trước Chúa, lắng nghe Chúa, để học hỏi lời của Chúa, chứ không phải là chê trách hay phê phán cách làm của Chúa. Cảm Chúa thì trong phần đoạn thánh này, Chúa dạy rất là nhiều. Chúa dạy về cái việc mà cái tâm trí của mình nó cần phải được đổi mới, phải thật sự để cho Chúa dạy dỗ, chứ không thể đi theo cái cách cũ kỹ của mình được. Chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái gọi là tư duy cũ của mình đi, mà mặc lấy cái tư duy mới của Chúa và học hiểu Chúa một cách rõ ràng, có mối tương giao sống động với Chúa. Không thể gọi là biết tin nhận Chúa nhưng mà lại không nhận biết Chúa một cách rõ ràng, hoặc là khi Chúa ở gọi là không biết kêu cầu cùng Chúa, hỏi Chúa để cho Chúa dẫn dắt mình, nhưng mà lại thích đi theo cái cách riêng của mình. Cảm Chúa thì đó là một bài học về việc gọi là thay đổi cái tâm trí của mình. Cảm Chúa thì không biết các mọi người có những bài học nào để chia sẻ, mời mọi người. Dạ, tôi có bài một cái câu để mà chia sẻ cùng chung với anh chị em nha. Dạ, tôi là Quý Vân đây. Thứ nhất đó là trong cái đoạn Matthew đoạn 9 này đó, thì ông cái tác giả Matthew tức là trước tác Matthew có viết như thế này, mình mới đọc đó, là câu 10 đó. Câu 10 tôi đọc. Cùng 10. Và đương khi Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nếp. Cho nên đến ngồi ăn với Ngài, ông Ma-thơ ông viết là người thâu thuế cùng người xấu nếp. Ngồi ăn chung với người thâu thuế và xấu nếp, ông dùng hai lần trong cái đoạn này. Ông dùng nhập lập đi lặp lại thâu thuế và kẻ có tội, kẻ xấu nếp. Trong khi đó người ta dùng cách so sánh bản văn, so sánh phúc âm Matthew với phúc âm Mark và Luca cùng sự kiện này, thì hai cái trước tác Mark và Luca viết thế nào, thì mình đọc qua mình thấy trong sách Mark đó, đoạn 2 câu 13 đó, thì viết như thế này. Mark đoạn 2 câu 14 thì Mark, ông trước tác Mark viết thế này: Ngài vừa đi qua thấy Levi con A-phê đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy và theo Ngài. Đức Chúa Giêsu đứng ngồi ăn tại nhà Lê-vi. Cho nên khi mà mình, khi ông Ma-thi-ơ ông viết về chính mình, thì ông viết mình là người thâu thuế và kẻ tội lỗi đi liền với nhau. Nhưng mà khi ông Mác ông viết, thì ông viết là thầy này, người thâu thuế này là dòng họ Lê-vi, là dòng họ thầy tế lễ. Nên không có ông, không ma ông Mark không có viết là kẻ tội lỗi và xấu nếp. Cũng tương tự như vậy, mình thấy Luca đoạn 5 câu 28, tôi đọc Luca đoạn 5 28 cũng nói về sự kiện đó, là viết như thế này: Kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy và theo Ngài. Câu 29, Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn với bạn. Cho nên khi mà Thánh sử Luca viết đó, thì ông cũng dùng cái tên Lê-vi mà viết. Và viết thêm một ưu điểm nữa là ông Lê-vi này là Ma-thi-ơ bỏ hết mọi sự và theo Chúa. Và ông Lê-vi này ông dọn một tiệc lớn trọng đãi mà đãi Ngài. Cho nên qua cái so sánh bản văn thì mình thấy rằng Ma-thi-ơ khi rất là khiêm nhượng khi nói về mình, và Mark và Luca rất là tôn trọng và viết cái last name là tên họ Lê-vi, và nói những cái ưu điểm của Matthew là bỏ hết mọi sự và theo Chúa và dọn một tiệc lớn cho Chúa. Đó là mình học được cái sự khiêm nhượng của Matthew khi ông viết về mình, và học được cái ông Mark và Luca viết những điều đánh bóng những cái ưu điểm của người khác. Xin hết. Amen. Cho con xin chia sẻ.
Dạ, hôm nay con tóm tắt lại cho mọi người để cho mọi người rõ này. Con người mình có 3 phần: tâm linh, linh hồn và thân thể. Tâm linh thì là nơi Chúa ngự, thì được gọi là thần quan tương cảm, là mình tương quan với Chúa, là nơi chí thánh này. Thần quan tương cảm là nơi mà Chúa mình lời cầu nguyện của mình ấy, qua Chúa Giêsu và được Chúa chuyển giao xuống đấy. Thì tâm linh của mình thì có lương tâm và linh tính. Thì lương tâm thì mọi người biết là nơi mà Đức Thánh Linh cáo trách mình trong lương tâm. Và phần thân thể của mình thì gồm có ý chí là cái con ý chí của mình, là nó đưa ra quyết định này, ý chí đã đưa ra quyết định này. Còn tâm trí, trí khôn thì nó cũng là một phòng này đấy. Thì và cảm xúc nó cũng chia thành ra 3 ngăn. Bây giờ mọi người phải tập trung vào hỏi câu hỏi với Chúa là con phải làm gì với cái tâm trí của mình, và học nó là cái gì. Mình phải hiểu học nó là cái gì đã. Mình đến với Chúa mình học, học lời Chúa thì mình phải hỏi là học nó là cái gì đã. Mình chưa biết học nó là cái gì thì mình học cái gì, đúng không? Học là những cái điều mà mình chưa biết thì mình học. Mình học những cái điều mà mình học để mình áp dụng lời Chúa, để áp dụng nó thành thịt đời sống của mình. Hôm nay con chia sẻ phần cảm xúc này. Cảm xúc của con người của chúng ta ấy, nó phải được tương đương cảm xúc của chúng ta ấy. Nó là cái nơi mà ý chí của chúng ta, đúng không? Bắt đầu là mình, ý chí của mình ấy, mà học lời của Chúa ấy, thì nó phải được chuyển vào trong cảm xúc như một cái căn phòng ấy, mà nó như một cái phan phòng để nó chứa đựng tất cả những cái lời của Chúa, cái sự dạy dỗ của Chúa, như là yêu thương, vui mừng, bình an ấy, như là Thánh Chúa Thánh Linh ngự trong lương tâm, đúng không? Ngài ban cho chúng ta ở trong lương tâm của mình là sự yêu thương, vui mừng, bình an ấy. Thì đấy, cái cảm xúc của mình phải kéo gần lên sát với cái lương tâm của mình, và mình thực hiện theo cái lương tâm của mình nhạy bén với Chúa ở đấy. Thì cảm xúc thì nó cho chúng ta là vui và buồn. Cảm xúc này nó rất là quan trọng, phần này nó là rất là quan trọng. Mình sinh bông trái hay không là do cảm xúc của mình ấy. Mình làm theo cảm xúc của con người, mà cảm xúc con người làm theo cảm xúc theo con rời của mình thì nó đã làm theo ý dương rồi. Nhưng mà cảm xúc của chúng ta là phải làm theo cảm xúc của mình ấy, nó phải là cảm xúc của lương tâm, cảm xúc của tâm linh. Thì cái ý chí của mình là thực hiện cái công việc của Chúa, chẳng hạn như kiểu Chúa dạy mình, đúng không? Đừng phán xét ai, hay là yêu thương, vui mừng, bình an. Thì mình phải hỏi Chúa, mình tìm, mình lục lọi hỏi Chúa xem là làm thế nào để có thể yêu thương được. Và Chúa dạy cho mình là chẳng đừng phán xét ai. Thì mọi người kiểm tra trong đời sống của mình có phán xét ai không? Phán xét không? Trong đời sống của mình bị lừa dối rất là nhiều, mình chưa sinh lại từ trên cao. Mình chưa không làm theo lời của Chúa nên là mình phán xét rất là nhiều. Nhưng mọi người chẳng hạn như mọi người đổi mới tâm trí, đúng không? Tâm trí bây giờ mọi người đừng như là Chúa dạy là đừng phán xét ai, thì như mọi người nhìn thấy một người nào đó, mọi người sẽ thái độ thế nào với một người họ rất là nhìn họ bề ngoài rất là xấu, thì mọi người nghĩ họ thế nào đó. Mình nhiều lúc mình đang phán xét, mình phải có một cái đôi mắt rất là trong sạch luôn. Như là cái kinh nghiệm của con ấy, thì con nhìn thấy mọi thứ đều là tốt đẹp cả. Chẳng hạn như kiểu con nhìn thấy một con ruồi thì con nhìn nó là tốt lành, con không bao giờ nó chê nó là bẩn cả. Vậy con nhìn thấy tất cả ngay cái đời sống của tất cả những cái đồ đạc bên cạnh vậy, nó đều là do Chúa tạo dựng nó cả, con luôn nhìn nó là tốt lành cả. Và cái việc ấy mà cái điều xấu ấy, nó là cái do cái tâm trí của con người mình, do cái tâm trí của con người mình. Là nên là Chúa dạy mình như trong sách Phao-lô là đổi mới tâm trí. Tức là tâm trí mình phải nhìn tất cả mọi thứ là do Chúa tạo dựng, và tất cả mọi thứ nó đều tốt lành hết. Khi mình nhìn tất cả những cái điều thứ khác tốt lành, bây giờ mình nhìn chẳng hạn như mình nhìn mũi, mắt, tai của mình, có bao giờ mình khen nó là đẹp không? Mình khen nó đẹp như vậy à? Tức là mình phải nhìn thấy tất cả mọi thứ nó phải là tốt đẹp trong bản chất của Chúa. Đó, bắt đầu là đừng có xét đoán trong đời sống của mình. Đừng có xét đoán rằng là tại sao tôi lại có cái tâm trí không khôn ngoan người khác, hay tại sao tôi không có tại sao tôi không có cái mũi dài chẳng hạn, ví dụ vậy thôi. Thế nên là mình phải làm sao mà mình phải đưa cái cảm xúc của mình nó trở thành cảm xúc của Chúa, cảm xúc vui. Mình biết rằng là Chúa tạo dựng nên mình là cái cảm xúc của mình là thật là tuyệt vời, thật là tốt lành. Đó, là như vậy. Thì cảm tạ ơn Chúa, thì cái cảm xúc của mình là phải cảm xúc vui mừng. Vì
cái cảm xúc của mình vui mừng thì nó mới chữa được cái đời sống của mình, trở nên trọn vẹn được. Còn cảm xúc của mình mà không vui mừng, không bình an, không yêu thương mọi người là mình sẽ không bao giờ mình chữa lành được các vết thương của trong đời sống của mình đâu. Là hôm nay cũng muốn chia sẻ với mọi người là như vậy, là phần về phần cảm xúc. Thì để mà có cảm xúc vui thì mọi người cứ khen đi, khen rất là nhiều vào, mọi người cứ khen đi, khen đời sống của mình, khen đời sống những người lân cận này. Đừng có phán xét, đừng có bao giờ phán xét là cái tay của tôi xấu hay tai hay chân hay mắt mũi của tôi xấu hay là đời sống của người thân của mình xấu cả. Mình cứ khen ngợi nhiều, khen ngợi nhiều, khen ngợi là khen ngợi vì Chúa tạo dựng ra mọi thứ nó đều tốt lành ấy. Thì là mình cứ khen ngợi những cái điều đó, bắt đầu Chúa sẽ đổi mới tâm trí của mình để mình có cái nhìn thật trong sạch. Còn mình được quyền xét đoán, nhưng mà không phải là với xét đoán với những cái tạo vật của Chúa tạo dựng ra đâu, mà mình xét đoán với vua Chúa đời này, tức là với cái quyền, chẳng hạn như cái quyền mà Chúa Giêsu, trước khi mình mất đi cái quyền quản trị thế gian thì Chúa Giêsu đến là đã tha thứ cho mình, đã được mình được sinh lại rồi, và quyền đó là thuộc về con người của chúng ta, chứ không còn quyền của vua Chúa thế gian là ma quỷ, thì không còn của ma quỷ thế gian nữa đâu. Và tất cả các vật chất trong đời sống của mình này nó đều là do Chúa tạo dựng ban đến cho mình ấy. Đấy, chẳng hạn như mình nhìn thấy một cái đồ đạc gì, đừng có nhìn những cái con vật mà mình chê nó xấu, mà mình hỏi Chúa ơi, con phải làm sao để con phải làm sao để con ngài ban cho con cái điều gì để con có thể cho cái con vật này nó thực hiện cái công việc của nó. Nên là tất cả nhiều người ngày nay họ cứ hơi một cái tí gì đó là họ chê bai người khác bẩn thỉu, họ nhìn thấy con ruồi con muỗi họ chê nó bẩn, nhưng mà không phải đâu. Người ta đang chê chính Chúa đấy. Người ta đang chê Chúa là tại sao Chúa lại tạo dựng con đấy bẩn. Nên mình đừng bao mình phải hiểu rằng phải rút ra được cái bài học, cái kinh nghiệm gì ở trong đời sống của mình nó là quan trọng nhất. Đừng bao giờ chê bai những cái con vật bẩn thỉu hay là xấu xa. Mà thay vào đó là mình hỏi Chúa ơi, cái chức năng của con này nó nằm ở chỗ nào, và con phải làm cái cách nào để cho cái con này nó trở về cái vị trí của nó thực hiện công việc của nó. Thì tất cả những cái con ruồi, con muỗi hay là tất cả con bọ ấy, nó đều có cái chức năng là để nó làm sạch cái quả trái đất của mình. Nó làm sạch cái chức năng của nó về nó tiêu phân hủy rác này. Như vậy mình phải luyện cái kỹ năng của mình là cái tâm trí của mình lúc nào cũng ngợi khen Chúa về cái điều ngài ban cho mình trong đời sống của mình. Đừng bao giờ chê bai một cái điều gì hết, cho nên là phán xét, mình phán xét là phán xét cái phán xét là cái chẳng hạn như mình phải kiểm tra đời sống của mình có yêu Chúa thật lòng hay không. Mình biết liền là mình đi đến các hội thánh công giáo ấy, mà mọi người nhìn cái học cái điều gì trong đó. Người thường thường người ta cứ phán xét rằng cái hội này tà giáo, hội kia tà giáo, nhưng mà mình phải hiểu rằng ấy, Chúa vẫn còn cho phép nó hoạt động trên đất để dạy dỗ trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một bức tranh đúng không, mà có Chúa Giêsu đóng đinh không, hay là một bức tượng đúng không, chúng ta nhìn vào ngay cái bản chất là ồ, Chúa tuyệt vời thật, Chúa tạo dựng nên, có những con người họ tạo ra được những bức tượng này rất là đẹp. Tức là mình khen Chúa, khen ngợi Chúa. Còn cái bức tượng đó, nó người ta tạo thành, người ta thờ phượng ấy, đó là cái bản chất của ma quỷ. Chúng ta việc quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi hệ tư tưởng của con người đi. Mình phải vua Chúa thế ở trong ấy, mà mình chiến đấu không phải bằng thịt bằng huyết mà bằng vua Chúa tối tăm, và bằng cái quyền của vua Chúa tăm tối này. Nên là mình phải luyện cách là khi mình nhìn thấy tất cả những người ta, những cái bức tượng đó, mình phải nhìn thấy cái tác phẩm, mình phải nhìn thấy cái tài năng mà Chúa đặt để cho con người đó, để mình ngợi khen Chúa nó bằng tấm lòng, tâm thần và lẽ thật luôn. Mình đừng có nhìn bằng cái sự phán xét là ồ, người này theo công giáo người ta làm bức tượng này sai. Mình đừng bao giờ mình phán xét đấy. Mình phải lưu tâm là đời sống của mình là mình phán xét cái bản chất, cái tư tưởng, cái hệ tư tưởng ở trong con người. Còn mình nhìn những cái điều đó, mình biến thành cái bản chất của Chúa là Chúa tuyệt vời, Chúa tạo dựng nên những con người, họ có những cái đôi tay, họ có những cái sự khôn ngoan để mà họ làm lên những cái điều đó, thì mình sẽ có một cái tâm trí nó thánh sạch, mình nhìn mọi thứ nó đều thánh sạch hết. Đây là những cái điều mà kinh nghiệm của con ấy, con nhìn thấy tất cả mọi người con nhìn thấy điều tuyệt vời của nó. Cảm ơn. Cảm ơn anh Hiến. Mong là anh Hiến chia sẻ, mong là anh Hiến chia sẻ nó đi theo cái bài học mình á, tại vì mình đang học trong bài học Matthew nên mình đang học cách thay đổi tâm trí trong phân đoạn Matthew này. Thì trong Matthew này thì về cái phần bình cũ và bình mới như vậy đó, thay đổi tâm trí là bình cũ và bình mới đó. Bình mới là mình đổi mới tâm trí, mà thì cái tâm trí của mình như thế đó,
cái tâm trí của mình đổi mới thì cái cảm xúc của mình nó đổi mới, thì anh cũng dạy luôn ở trong cái bài, chú bày tỏ luôn ở trong cái Matthew đâu đó là mình mới đó, mình là mới đó, con người mình mới là con người mình vậy đó. Nhìn mọi thứ là đều tuyệt vời cả, mình nhớ rằng ở trong mình đang ở trong vườn địa đàng ấy đen, và mọi thứ của mình là nó đều ở trong bản chất mà biết ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa là mình mới là như vậy. Mình luôn phải biết là... Chúa. Rồi, cảm ơn Hiến. Rồi, mời em Thủy. Amen, tạ ơn Chúa. À, đó là em Hiến chia sẻ cái cảm xúc. Cảm xúc thì xác định ra những cái cảm giác mà chúng ta yêu, ghét, vui buồn là sự đánh giá, giận hờn. Còn về tâm trí thì xác định ý chí, tư tưởng của chúng ta với cái nếp suy nghĩ và tư duy. Còn ý chí thì làm cho mình quyết định để chọn lựa đúng sai hay là trước sau và đen trắng. Thì như lời Chúa nói rằng thì thần linh thì mới làm cho sống, thì xác thịt thì chẳng có ích gì. Thì mỗi con người đều có cái nhu cầu đặc biệt về cái nhu cầu về tâm linh, được tương giao với đấng tạo hóa của mình, để được sự bày tỏ ra của Chúa, được tiếp nhận tình yêu của Ngài, nhìn nhận một cái thế giới về tâm linh. Ở đây em nói ở đây, nếu mà để mình có một cái cảm xúc để phù hợp với ý muốn của Chúa, thì cái quan trọng nhất, cái điểm tâm quan trọng nhất của là thay đổi tâm trí, thay đổi tư duy. Cái đó là thất bại hay thành công không ở nơi cái tâm trí của mình. Và cái tâm trí đó mà mình xem xét rằng là ai, để ai hay là điều gì có quyền trên tâm trí của mình. Thì cả mấy tuần nay mình cũng đã học rồi về cái tâm trí, thay đổi tư duy tâm trí. Và cái tâm trí nó rất là tuyệt vời. Khi em đọc, em ngồi mấy tuần, em cũng suy nghĩ và cũng biệt riêng với Chúa để mà mình làm việc tiếp với Chúa, thì mình mới thấy tâm trí rất là quan trọng. Tâm trí nó rất là tuyệt vời. Và khi mà tâm trí nó nạp những cái thông tin thì có tư duy, phân tích, suy nghĩ, rồi xem xét và chuyển giao cho đến ý chí để mà tác động đến ý chí để quyết định chọn lựa đúng sai. Thì ở đây nếu mà mình suy xét là mình đặt để ai để điều khiển cái tâm trí đó, thì nếu mà muốn để mà cái tâm trí đó để mà hợp với cái tâm tình của Chúa, thì mình phải lấp đầy lời của Đức Chúa Trời, đi trong sự trật tự và nguyên tắc của Ngài trên cái tâm trí của mình. Lời đó là có thẩm quyền, thẩm thấu, và lời đó được nhập thể và những đường gân thớ thịt của mình á, chứ không phải lời là chỉ có hiểu biết, là chỉ có nằm ở trên cái đầu thôi. Bởi vì Chúa nói rằng là em nhớ cái câu Gioan 17 câu 3 đó, vả sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, và Chúa Giêsu Christ là đứng mà Cha đã sai đến. Cái sự sống đời đời thì em nghĩ sự sống đời đời, ủa chẳng lẽ sống là sống đời đời không? Cái sống đời đời ở trên này là để nhận biết Chúa, không phải chỉ biết không mà nhận và tiếp nhận và biết Chúa. Đó là một cái sự sống đời đời. Thì cái tâm trí của mình để mà mình muốn làm việc cùng chung với Chúa, thì mình phải lấp đầy lời của Ngài, ăn nuốt lời của Ngài, đói khát lời Ngài, và mặc lấy cái tâm trí, cái tâm tình của Chúa. Thì cái tâm trí đó nó đi ra cái cảm xúc cũng phù hợp với lại ý muốn của Chúa. Thì khi một người mà được sinh lại thì Thánh Linh của Chúa bắt đầu là bày tỏ Chúa ra. Thì những xưa kia cái sự bẩn thỉu của mình mà mình chưa nhận biết Chúa đó, thì nó không còn có quyền ở trên cái tâm trí mình nữa. Thì lúc đó là chính Chúa đang có quyền quyền ở trên tâm trí mình rồi, và mình được thông công tương giao rồi, mật thiết với Ngài, và đọc lời của Chúa và ăn nuốt lời của Chúa. Và đặc biệt rằng là khi mà để lời mà nhập thể rồi đó, thì em mới nói rằng là trên cái đời sống đó, có những cái sự thách đố rất lớn, và mình hay thường hay nói rằng là đánh đồng với Đức Chúa Trời. Một ngày đó, đánh đồng lắm. Nó sẽ có cái sức mạnh mà cho mình những cái tư chất, cái tâm trí đó. Chị Hương ơi, em chỉ là đi làm, chị đi làm, chị còn kia kiếm tiền của chị. Chị Hương ơi, còn kiếm tiền của mình.
chị Hương chắc bị nói chuyện mà chắc là quên luôn. Đó thì theo em rằng là mình phải tiếp tục để làm việc với cái tâm trí của mình, tâm trí để mặc lấy cái ý muốn của Chúa chọn lành tốt là tốt đẹp biết bao chừng nào, để mà thay đổi tư duy, để lấy những cái tư duy, những cái quá khứ bẩn thỉu, những cái tôn giáo, những cái hình thức bên ngoài, mà nhìn thấy cái con người mình, chính mình là sự thương xót vì mình đã được xót thương. Cái sự xót thương này á, em hay nghiệm chữ thương xót lắm. Thương xót có nghĩa là được vớt vát á, thật sự không xứng đáng nhưng mà được xót thương. Thì chính Chúa đã xót thương mình thế nào thì mình cũng phải biết có cái tấm lòng đó để thương xót. Hôm nay Chúa đến nhà Matthew là những con người xấu nết, mà mình có nhìn lại trong đó xưa kia mình chưa được sinh lại, mình có ngồi ở ngay cái sở thu thuế đó không? Và em đã nhìn thấy chính mình nơi đó trước khi mình chưa được gặp gỡ Chúa, và mình đã ngồi ngay cái tại cái sở thu thuế đó ăn chơi chát tán và đi theo cái giá trị thế gian này. Và Ngài đã đến và băng qua cái linh hồn của em, và Ngài đã gọi tên em, và em đứng lên và đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay, và Ngài đã lấp đầy tình yêu của Ngài mỗi ngày trên đời sống của em. Đó là cái tâm trí Ngài lấy hết tất cả những cái tư duy cũ, những cái tư duy giả dối rỗng chết của tôn giáo và hình thức bên ngoài, bái lạy và chỉ có là một cái bề ngoài không có dính da gì ở trong phần linh hồn và phần cái phần tâm linh của mình. Thành thử ra là mình không liên lạc được với Đức Chúa Trời của mình, mình lên lên xuống xuống bất rất là bất thường, và cái tâm trí đó không có làm việc. Cái tâm trí đó mà làm việc theo kiểu tôn giáo là nó không có liên quan gì tới về tới phần thần quan tương cảm, là về tâm linh đó, về cái nơi mà Đức Chúa Trời Ngài ngự đó, đó là nơi chí thánh đó. Thì em mới thấy rằng chỉ có làm theo cái lương tâm thôi, lương tâm lúc ba hồi này ba hồi kia, nhưng mà khi mà để mà tâm trí để làm việc liên tục với Đức Chúa Trời và lấp đầy tình yêu của Ngài, và đặc biệt rằng là Ngài nói rằng cái của lễ sống mà xứng đáng để mà thờ phượng Ngài là dâng mình trọn vẹn, dâng mình trọn vẹn và để chằng chuỗi trước mặt Ngài. Và mỗi một ngày được mà được em tương giao và cầu nguyện với Chúa trong cái cùng với hội thánh anh chị em của chúng em, là khi chúng em đến với sự cầu nguyện đó là chúng em thả lỏng và để sự chằng chuỗi trước mặt Ngài. Con chằng chuỗi trước mặt Ngài, Ngài dò xét con, Ngài dò sâu thẳm chúng con, để mà không còn một cái gì mà mình để mà mình khi mình đến với người chồng của mình cũng đâu có thể, mình không thả lỏng, mình cứng ngắc cứng ngơ thì nó không có được. Mình cũng chưa được đến một cách trọn vẹn khi mình đến với Đức Chúa Trời là cha của mình, là người chồng yêu dấu của mình, người bạn, người thầy, thì mình phải thả để cho Ngài chiếm đoạt mình để mà dò xét mình như là chụp x-ray, thì để cho mình thánh sạch. Thì cái quá trình mà sau khi mình sinh lại đó, cái phần thần linh mà được sinh lại rồi đó, thì cái linh hồn với thể xác phải cái quá trình phải nên thánh như trong kinh thánh có nói rằng là sự cứu rỗi, chúng ta phải làm sự cứu chuộc một cách trọn vẹn, đó là phải làm cho cái linh hồn sống đó phải được thay đổi tư duy của mình, phải sống cái cuộc đời là trưởng thành trong sự nên thánh, là mình đã học cái bài đó rồi đó, để trao dồi để cái phần linh hồn đó nó thánh sạch. Thì em cũng nói rằng cái quá trình mà trường kỳ để mà nên thánh là đi một cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình lìa khỏi đất này luôn. Đó là cái mục đích để mình làm sao cái quá trình đó là trở nên giống Đức Chúa Trời, để cai trị, để làm ảnh hưởng các lĩnh vực mà nơi mà chính Chúa Ngài sẽ có cái sứ mạng tiền đình mà Ngài đã đặt để cho anh chị em của mình từ trước sáng thế. Và cái đại mệnh lệnh đầu tiên á, mà em đã nhận được nơi Đại sứ quán Đức Trời mà dạy dỗ chúng em về theo cái dòng chảy sứ đồ tiên tri đó, là phải trở nên giống Đức Chúa Trời. Thì nếu mà mình không được trở nên giống Chúa, là thật sự mình có hiểu biết bao nhiêu, mà cái con người, cái thái độ mà mình không nên giống Chúa, không xót thương cũng thất bại. Các anh chị em nhìn thấy điều đó, cho nên phải trở nên giống Chúa, phải trở nên giống Chúa. Vì các anh chị mình nhìn thấy đi, ở các lĩnh vực khác, cái toàn gì con cái Babylon không, sao nói là
sao tin Chúa mà nghèo thế? Tin Chúa không có phải để cho mình nó nghèo đến mức độ đó, mà Ngài không để cho mình giàu có trước khi chưa đi theo trong sự trật tự của Ngài. Vì khi mình có con của mình mà con của mình nó chưa trưởng thành thì mình đưa cái tài sản cho nó là nó thể sẽ mắc cả xác lẫn hồn, nó sẽ ăn chơi chùa lạc. Nhưng mà trước khi Ngài sẽ ban cho một cái nguồn giàu có đó, mà không phải để cho cái giá trị của đời này mà mình lợi dụng cái sự giàu có, mình ăn cắp cái giàu có đó để mà làm hưởng cho đời này của mình, nhưng mà mình lấy cái giá trị hết tất cả những sự giàu có đó để mà chuyển cho cái tin mừng vương quốc của Ngài. Nhưng mà trước khi để mà mình được cái điều đó thì chắc chắn mình phải được đào tạo và được đi trong cái hệ thống trật tự của Ngài. Đó là một cái quá trình để mà nên thánh trường tồn, là cái mục đích đó. Thì em mới thấy rằng sự thành công hay thất bại là do cái thái độ và tính cách của mình, đặc biệt là cái thái độ tâm trí của mình. Vì khi em nhớ cái trong cái câu châm ngôn, Chúa nói là hắn tưởng trong lòng thế nào thì quả ra thế ấy. Bởi vì cái tâm trí mình mà mình suy nghĩ ra những cái điều gì thì cái sản phẩm nó ra y chang như vậy. Cái tâm trí nó rất là quan trọng, vì cái tâm trí nó sẽ đi xuống dưới cái sự ý chí để quyết định, và cái quyết định đó đi xuống dưới cảm xúc là phải phù hợp với ý muốn của Chúa. Thì đó là cái mà em đang trong cái sự thực tập cùng với Thánh Linh Ngài đang trợ giúp chúng em, để mà chúng em đi trong cái sự trật tự là từ cái linh hồn, là phải làm việc liên tục trong sự nên thánh, thì linh hồn đó mới bắt đầu rất là gần và đẩy sát lên tới thần linh, là mình cảm thấy mình còn ngửi được mùi của Chúa luôn ấy. Mình ôm ấp Chúa, mình trong đi trong cái sự thần linh đó, mình rất là cảm động về những cái ưu tư của Chúa cho hội thánh. Đã hội thánh đã bị vô tù Babylon, cho đất nước dân tộc của mình, cho những cái con người mà nó đang bị sự cầm tù của cái thế gian này. Mình mới đau đớn vằn quại, thì mình cưu mang, mình mang cái bầu thai đó, mình ở với Chúa, thì đến lúc thành hình Ngài sẽ cho bung ra những ý tưởng cao đẹp của Ngài. Thì đó là cái chia sẻ của em về qua cái bài Matthew cũng vậy. Chúa cũng đến những cái con người, Chúa nói là Ngài đến, Ngài không tìm những người công chính, người đau bệnh thì cần thì thuốc, chứ còn người khỏe mạnh thì cứ nghĩ rằng là không cần. Là tất cả con người nào mình cũng đều hốt vào, mình đều đến hết, chứ không phân biệt bất kể một ai, không phân biệt bất kể một ai. Thì mình đã được xót thương thì lấy cái sự xót thương cao độ đó, tại vì đỉnh cao của tình yêu thương của Đức Chúa Trời là sự xót mà. Thật sự chẳng xứng đáng, nhưng mà Ngài đã xót thương, và chính mình đã được xót thương vậy thì mình cũng phải xót thương con người và yêu con người một cách vô điều kiện. Mà không phải yêu theo cái kiểu giá trị thế gian này đâu. Tại vì những người họ không tin Chúa, họ cũng biết yêu thương, mà yêu thương không đi trong cái sự trật tự của Chúa thì không cứu được linh hồn người ta. Vô tình là mình đã chiều theo cái xác thịt và đã làm cho người ta còn ra nên hư hỏng nữa. Thì mình cũng phải đi trong cái trật tự của Chúa là chắc chắn, bởi Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt mình, đặc sự là làm phải làm đầy dạy tình yêu của Ngài cho trên cái đời sống của mình. Là nhất là cái mối quan hệ, em nói cái mối quan hệ chặt chẽ, là mình rất là nhạy bén để hiểu ý muốn của Ngài. Mình nhạy bén lắm, nhiều khi chưa nói thì đã nhận được cái thông tin từ Chúa, Thánh Linh Ngài bắt đầu là Ngài sẽ chuyển cái tin nhắn đó đến cho cái tâm trí của mình để mình quyết định làm theo ý muốn của Ngài. Tạ ơn Chúa. Dạ, em xin hết. Mình các anh chị mình có tâm tình gì mình cứ chia sẻ, mình dạng dạ, chia sẻ. Dạ, dạ tôi xin chia sẻ. Tôi tên là Quý Vân. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Thủy. Dạ, tôi là Quý Vân, tôi muốn chia sẻ. Dạ. Dạ vâng. Dạ, có hai điều nãy giờ mình đọc Kinh Thánh, và có hai điều mà trong Kinh Thánh có ghi mà mình chưa nói đến, đó là nói về việc kinh ăn. Chúa Giêsu đáp câu 14, Đức Chúa Giêsu đáp: các chàng phụ rể không thể nào buồn rầu đang khi chàng rể còn ở với mình. Khi chàng rể được đem đi, lúc bây giờ họ mới kiêng ăn. Thì cái vấn đề này là khi nào mình kiêng ăn là cái đó thứ nhất. Thứ hai là vấn đề vá miếng vải mới và miếng vải cũ. Xin anh chị chia sẻ điều này ạ. Xin hết. Dạ, anh chú, cảm ơn cô Thí Văn. Dạ thì dạ, chúng ta vẫn đang học về việc là
thay đổi cái tâm trí của mình, thì một trong những điều mà chúng ta phải cần gọi là tâm trí chúng ta nó được phải nó yêu cầu gọi là cái điều cần thiết để nó thay đổi được là nó phải kết nối với thần linh của Chúa và không có sự tỏ ra của chính gọi là máu tương giao sống động với Chúa Suric là không, thì chúng ta khó mà gọi là có thể hiểu được những ý muốn của Chúa để thay đổi cái tâm trí của mình. Thì nhất là trong cái phân đoạn Kinh Thánh này thấy được là Chúa nói rằng là khi mà đời sống ta chúng ta gọi là vẫn còn gọi là sống theo con người cũ á, là cái miếng nỉ cũ đó, và cái áo cũ đó, có nghĩa là vẫn còn đi theo những cái sự dạy dỗ cũ, vẫn còn để gọi là ham con người cũ. Chúng ta biết rồi là con người sống theo những cái ý riêng của mình, sống theo cái cách riêng của mình, nó không đi theo những gì Chúa dạy dỗ. Nên khi như vậy đó mà thần linh Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta được. Nên khi đó mà khi mà Chúa nói rằng miếng nỉ mới, nó giống như là hình ảnh mà thần linh của Chúa đến đó, Ngài muốn gọi là phó lại cái điều gì đó trong đời sống ta, mà chúng ta lại không có mặc lấy con người mới, là con người mà chịu chết cái con người cũ hoàn toàn và đi theo sự dẫn dắt của Chúa một cách hoàn toàn, cũng như là Chúa nói là đi theo họ amen thôi, chứ không có suy nghĩ hay là không có gọi là phải lưỡng lự gì hết. Dạ, thì khi đó thì thật sự thì cái miếng gọi là thì như vậy thì mới được, còn không á thì nếu chúng ta vẫn mặc lấy cái con người cũ, vẫn thích sống theo ý riêng của mình, vẫn thích chiều trụng các xác thịt của mình, thì khi thần lên Chúa bày tỏ ra thì không bao giờ mà chúng ta có thể nhận được cái điều đó. Chúng ta sẽ luôn gọi là có cái sự gọi là conflict á, mâu thuẫn với những gì Chúa muốn, thì gọi là giống như là chúng ta không cảm giác cái điều đó nó không thể ảnh hưởng, nó không tác động gì đến chúng ta được. Nên giờ thì cái miếng nỉ cũ và cái ý chỗ đó là như vậy, và nó cũng giống như cái ví dụ Chúa nói về cái rượu đó. Dạ, rượu thì nó cũng tượng trưng như thánh linh của Chúa đó. Khi thánh linh của Chúa mà đổ vào chúng ta mà chúng ta vẫn còn mặc lấy cái bình cũ đó, gọi là cái con người cũ của mình, chúng ta không bao giờ mình gọi là được Chúa hướng dẫn, được Chúa thay đổi được. Chỉ khi mà chúng ta mặc lấy con người mới, chúng ta chết đi con người cũ, đừng để cho cái con người cũ của mình nó gọi là nó có điều khiển mình gì ở đây. Nhưng mà hãy chấp nhận đi, chấp nhận là đi theo Chúa hoàn toàn, và khi đó thì thần linh của Chúa mới động chạm, là ta mới phát triển được con người mới của mình. Thì đó. Dạ, và cái phần về kiên ăn á, dạ thì cảm Chúa thì cái kiên ăn giống như Chúa, cái người mà đưa ra câu hỏi này là những người mà Pharisee, và cũng như không phải người những môn đồ của Giăng đó, mà thì môn đồ của Giăng Baptist thì giống như những người mà mang một cái gọi là cái không gọi là cái cách thức mới, và sự phục hưng mới ở thời Chúa Giêsu lúc đó, nhưng mà họ vẫn chưa gọi là có mối tương giao sống động với Chúa, và họ vẫn đi theo cái cách cũ của mình. Dạ, như vậy nên khi mà họ nói về kiên ăn, họ không hiểu được cái bản chất của kiên ăn, và chính Chúa Giêsu ngài ở đó ngài đã bày tỏ cho họ biết là kiên ăn là khi là họ phải gọi là cái khi là họ không gọi là không chằn rễ không ở đó thôi, có nghĩa là Chúa Giêsu chính là chằn rễ, mà mình là nạc dâu của Chúa. Thì khi mà không có Chúa, khi chúng ta chỉ kiên ăn khi mà chúng ta gọi là mối quan hệ của chúng ta với Chúa chúng ta nó đang xa cách, thì chúng ta kiên ăn để chúng ta tập trung vào Chúa, để đến với Chúa, để tại vì kiên ăn là chúng ta gọi là khiến cho bản thân mình đến với Chúa, mà tìm kiếm ý muốn của Chúa để Chúa bày tỏ cho mình. Thì như vậy nên khi chính Chúa Suric đang ở đó với họ, nhưng mà họ lại muốn Chúa là gọi là họ dạy Chúa là chúng ta phải kiên ăn, tôi nghĩ là chúng ta phải làm việc này việc kia đó, nhưng mà Chúa nói là không khi ta gọi là ta ở đây rồi thì các người hãy nghe theo ta, hãy học theo ta đi, chứ đừng gọi là đi theo cái gọi là phải kiên ăn theo cái cách của các người là rút là làm như vậy, nhưng mà có ta ở đây rồi thì các người còn kiên ăn gì nữa. À, như vậy. Dạ, cảm ơn. Thank you. Dạ. Cảm ơn nha. Cho em bổ sung thêm một cái phần này nữa là Chúa Giêsu ngài đến để cứu ba phần luôn, phần linh, linh hồn và thể xác, thì nó hài hòa với nhau như Cha với Con và Đức Thánh Linh là một khối nhất thể. Thì chúng ta
nếu mà chúng ta đi thật là vững chãi mà để phát triển về ba phần á, thì ngày hôm nay có những người nói ôi Chúa ơi cho tâm linh của con tâm linh, mà mình không có để ý tới phần linh hồn thì cũng không có đi đúng trong cái sự trật tự. Mình cứ cầu nguyện tâm linh của con, tâm linh của con, thì đi xuống cái cảnh sát về phần vậy thì phần linh hồn ở đâu. Thì em cũng nói thêm rằng là Chúa Giêsu cứu toàn phần á, là phần tâm linh là linh hồn và thể xác luôn. Nếu mà mình một trong hai cái đó là nó sẽ bị là bị sicaware đó, bị lệch đó, là sẽ dễ bị đổ vỡ lắm, dễ bị té đó. Thì ở đây đó là cái phần em cũng muốn bổ sung thêm về cái phần đó. Dạ, bạn mình thấy. Dạ thì trong tuần qua chúng ta học về việc gọi là quá trình ăn thánh á, thì trong quá trình ăn thánh nó có ba phần, có nghĩa là đầu tiên khi chúng ta tin nhận Chúa được sinh lại thì thần linh chúng ta được sinh lại, đổi mới hoàn toàn và là thần linh Chúa trong chúng ta. Và giai đoạn thứ hai đó là chúng ta gọi là khiến cho quá trình ăn thánh ta nó được làm chọn trong cái phần linh hồn của mình. Dạ. Thì khi đó chúng ta biến đổi cái linh hồn của mình nó ngày càng gọi là tăng trưởng hơn. Dạ. Tại vì trước khi mà chúng ta chưa tin nhận Chúa thì chúng ta là một linh hồn nó không sống, tại vì chỉ linh hồn mà nó kết nối với thần linh của Chúa thì Chúa mới gọi là một cái sinh linh đó, là linh hồn sống. Nên khi mà chúng ta được tái sinh đó, chúng ta có được con người mới thì linh hồn của chúng ta lúc đó nó mới được sống, và chúng ta phải gọi là khiến cho nó tăng trưởng cái linh hồn sống đó, nó phải tăng trưởng dần dần để ngày càng giống với Chúa Christ. Dạ. Thì nó là một quá trình cả quãng đời trên đất chúng ta. Dạ. Đó là cái dạ. Và cái nền thánh cuối cùng là khi mà gọi là nền thánh trọn vẹn là khi chúng ta Chúa Christ trở lại và chúng ngài làm phục sinh lại cái thân thể của chúng ta, thì khi đó chúng ta được nền thánh một cách trọn vẹn. Còn ở dưới thế gian này thì chúng ta vẫn còn gọi là chúng ta đang ở trong quá trình tăng trưởng nền thánh thôi. Dạ. Là chúng ta đang khiến cho cái linh hồn của mình nó tăng trưởng, nó ngày càng linh hồn sống của chúng ta đó, nó ngày càng giống hình hài của Đấng Christ, giống tính cách của ngài. Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh Nam. Rồi mình hết giờ rồi. Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ vâng, giờ. Rồi cảm ơn Chúa, mình tiếp tục tuần sau. Mình cảm ơn Chúa. Đã hết giờ rồi. Dạ vâng, cảm tạ Chúa. Hết giờ rất là nhanh khi mà. Hôm nay mình có cái nhu cầu cầu nguyện gì không chị ạ? Hết giờ rồi, em có muốn cầu nguyện thêm không? Yeah. Hôm nay mình có nhu cầu cầu nguyện cho ai không? Ai có cần cầu nguyện gì không? Dạ vâng. Với Vân cầu nguyện nhu cầu đi, rồi mình sẽ kết thúc nha. Dạ, tôi sẽ cầu nguyện theo nhu cầu. Dạ, mời dạ, vâng cô Quý Vân. Mời cô, mời cô Quý Vân. Dạ. Dạ, em xin cầu nguyện cho ba Nam ha. Ba Nam đang bệnh trong nhà. Ba Nam đang bệnh. Dạ, và con em cũng cầu nguyện cho bà ngoại cũng đang bệnh. Dạ. Bà cũng đang trong cái để xin Chúa mở lòng cho bà để bà tiếp nhận Chúa. Em cũng có gọi điện thoại và cũng cầu nguyện cho bà, thì tự nhiên khi bà không có tỉnh mà tự nhiên khi cầu nguyện thì bà mở miệng ra, bà tuyên xưng lại vì bà khóc. Thì em chỉ mới nói rằng con là kẻ tội nhân thôi, thì từ bà là cảm động bà khóc. Thì xin Chúa cũng làm việc trên cái tâm lo, trên linh hồn của bà ngay lúc bà chuẩn bị soạn lòng để về với Chúa đó. Dạ. Dạ. Bà ngoại của em Thủy. Dạ, ba của Nam cũng đang nằm trong bệnh viện. Dạ, ai có nhu cầu gì mình có thể lên rồi mời cô Quý Vân giúp cho cầu nguyện nhu cầu. Dạ, dạ tôi sẽ cầu nguyện. Còn có ai nữa không? Dạ. Dạ, thì cầu nguyện cho má em. Má em cũng chuẩn bị để đi mổ cái hiếp mà khi cũng đang lo quá. Dạ, má của cô Minh Phương ha. Dạ. Chuẩn bị đi mổ. Dạ. Dạ. Cho mẹ có sự bình an với lại sớm được lành. Dạ, sớm được bình an, sớm được lành. Dạ, để đi tới đi lui được. Dạ. Dạ, đi tới lui được. Dạ. Bây giờ tôi xin cầu nguyện
Hallelujah, hallelujah, lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau ở trên một đường dây Zoom để chúng con cùng nhau học lời Chúa, ca ngợi Chúa, thờ phượng của Chúa, thờ phượng Chúa, lạy Chúa trong tâm tình của anh chị em chúng con. Chúa khuyên bảo chúng con là năng cầu nguyện. Cầu nguyện nếu mà các con ở dưới đất thuận nhau, hai ba người hợp nhau cầu nguyện thì cha sẽ nghe. Trong danh của Chúa Giêsu Christ con này xin cha, cha là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, dầu ơn, đổi ý về sự tai họa. Chúa ơi, chúng con là những bầy chiên nhỏ của Ngài, chúng con làm theo lời Ngài, chúng con cầu xin Chúa cho những nhu cầu của chúng con về vật chất cũng như về tinh thần, về linh hồn chúng con. Xin Ngài thương xót đến linh hồn chúng con, Ngài dẫn dắt linh hồn chúng con để chúng con trở về với Ngài, yêu mến Ngài, sống cho Ngài, hầu việc Ngài. Xin Chúa dẫn dắt tâm hồn của chúng con. Xin Chúa thương xót đến thể xác chúng con, trong chúng con có những người bị đau này, con dâng lên cho Chúa. Chúa ơi, thứ nhất là bà ba của em Nam đang bị bệnh, trong danh Chúa Giêsu Christ nhờ lành đòn của Ngài, xin Ngài thương xót nâng đỡ ông dậy. Kế đến bà ngoại của cô Thúy là đang cũng bị bệnh hoạn và cũng trong giai đoạn cuối cùng. Chúa ơi, cuộc đời chúng con những ngày và Chúa đã định cho chúng con, đã ghi trong sổ của Chúa rồi, xin Ngài thương xót đón chúng con, cho chúng con sống là sống khỏe mạnh, đi về với Chúa là Chúa mở cánh cửa thiên đàng đón tiếp chúng con về, chúng con vui mừng. Xin Ngài thương xót cho tâm hồn, linh hồn của bà được nhận biết Chúa, là máu Chúa Giêsu Christ đã đổ ra, chúng con tin mừng của Chúa đã đổ ra và chúng con được Đức Chúa Trời đón nhận. Và xin Chúa thương xót đón nhận bà cũng như bà được khỏe mạnh trong những ngày tháng còn lại. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót cho bà mẹ của cô Minh Phương chuẩn bị đi mổ. Xin Chúa cho bà được có sự bình an. Xin cho bà cho chóng được lành bệnh đi tới đi lui trong gia đình. Chúa ơi, trong những ngày tháng còn lại xin Ngài thương xót cho chúng con, là những cây của cây quế càng lớn tuổi thì càng sinh ra hương thơm cho công việc của Chúa. Xin Chúa thương xót chúc phước cho bà để cho bà được khỏe mạnh cũng như là bà còn sống để mà dạy dỗ con cháu làm gương tốt cho con cái Chúa trong đường lối tin kính Chúa. Chúa ơi, xin Ngài thương xót đến mẹ con của cô Minh Phương cũng như người em trai của cô Minh Phương. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót đến cho gia đình này. Cô Minh Phương là một người có tâm tình hiền lành, vui vẻ. Lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa Trời thương xót đến cho cô Chi, con cô Chi, con cô Hoài Hương, con cô Minh Phương, con cô An Phương, những người con cái của chúng con đến tới tuổi cập kê, tới tuổi lập gia đình, những em nào trong đường dây này nữa, trong trường hợp chưa có gia đình, tới tuổi lập gia đình thì lại Ngài có xin Ngài thương xót để cho các người sẽ lập được gia đình cho những người trong Chúa. Lạy Chúa, con này xin Ngài chúc phước cho sự hôn nhân trong gia đình. Con xin Chúa chúc phước cho công ăn việc làm, trong việc học hành, trong việc chọn ngành nghề của các cháu bé. Giờ này các cháu bé đã ra trường. Lạy Chúa, con xin Chúa chúc phước cho tất cả những cháu bé được ra trường high school, ra trường đại học trong mùa này. Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước cho mùa hè. Xin Ngài thương xót cho có những trại hè để cho các em đi đến để mà tin nhận Chúa. Xin Chúa thương xót cho. Lạy Chúa, giờ này cũng là căn cứ vào lời Chúa, chúng con cầu nguyện căn cứ vào lời Đức Giê-hô-va. Con cầu nguyện tổng kết là Đức Giê-hô-va phán về phần ta: đây là giao ước của ta với chúng con, thần của ta ở trên chúng con, và những lời ta đặt trong miệng chúng con sẽ không rời khỏi miệng chúng con, cũng như miệng con cái và cháu chắt chúng con từ giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán như vậy trong sách Ê-sai 59 câu 21. Chúa ơi, chúng con căn cứ vào lời hứa của Chúa, con nắm lấy lời hứa của Chúa và con công bố lời của Đức Chúa Trời phán ra thì không trở về luống, nhưng làm trọn những điều Chúa muốn. Con cái chúng con được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và sự bình an của nó sẽ lớn lắm. Lạy Chúa, con cái chúng con sẽ đi trong sự công chính của Ngài. Ngài sẽ chẳng dập tắt cây đèn, cái tim đèn gần tàn, và Ngài không bẻ cây sợi đã dập. Lạy Chúa, trong giới trẻ tụi nó không đi nhà thờ, nó mê muội, nó lơ là, nó lạnh lẽo với Chúa. Nhưng mà lạy Đức Chúa Trời, chúng nó không phải như vậy đâu. Chúng nó là con cái của Đức Chúa Trời. Con cái chúng con không phải như vậy đâu. Con cái chúng con là người yêu mến Chúa và hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con và cả nhà chúng con đều hầu việc Đức Chúa Trời. Con xin dâng hội thánh Mercy of God trong tay Chúa trong một tuần lễ mới. Xin Chúa cho chúng con bước đi trong sự đắc thắng của Chúa. Con xin Chúa bảo vệ từ người lớn đến người nhỏ, từ mọi người trong cái phòng này, từ những người anh chung lo việc kỹ thuật,
cũng như tất cả mọi anh chị em trong việc học lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa. Xin Ngài thương xót đến chúng con. Chúng con dâng mọi sự trong tay Chúa. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn cô. Cảm ơn Chúa. Mình có bài để hát trước khi kết thúc không ạ? Dạ vâng, hôm mình đọc lời cầu nguyện chung. Dạ. Tôi tin vào Thiên Chúa là Cha, là Cha toàn năng, là Đấng tạo hóa trời đất. Tôi tin vào Chúa Giêsu Christ, con mồ của Đức Trời, Chúa của chúng ta, được hoài thai bởi Linh Thánh, sinh ra bởi Cha, bởi Maria, và đã chịu khổ nàng dưới thời của Pontius Pilate, bị đóng đinh kế và chôn chung và xuống địa ngục. Và Ngài sống lại vào ngày thứ ba, và thứ ba từ cõi chết, và được cất lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Từ đó Ngài sẽ đến để phán xét kẻ sống và chết. Tôi tin vào Đức Linh, và hội thánh vụ thánh thiện, và sự thông hiệp của các xóa tội, sự xóa tội và sự phục sinh thân thể, và sống đời sống đời đời. Amen. 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 Kết thúc nhé. Amen. Cảm tạ Chúa rồi mình lạy Cha nhân ái mãi mãi lời Cha đã phán con ơi đừng sợ Cha đã cho con Cha ơi, Cha ơi, con thật quý giá đến mặt trời. Cha ơi, Cha ơi, anh chị em con quý giá. Cha ơi, Cha ơi, con thật quý giá trước mặt trời. Cha ơi, Cha ơi, ta ơn anh Cha đến muôn đời. Con yêu dấu luôn luôn tin yêu hãy trong suốt đời. Lời Cha đã nói, con ơi tin ơi sợ ai sợ. Cha sống cùng con, đã vì chẳng còn bằng trái tim Cha. Cha dẫn đi băng suối vượt núi nào có lo chi. Cha ơi, Cha ơi, con thật đi ra trước mặt Cha. Cha ơi, Cha ơi, anh chị em con thật đi ra. Cha ơi, Cha ơi, con thật quý giá trước mặt Cha. Cha ơi, Cha ơi, xin tạ ơn Cha đến muôn đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chào bạn.